cái cô này, cái tướng bà cũng đẹp lắm, eo o đồ cũng đẹp, mà mỗi lần mà bà đi ngang đoạn đường đó, nguyên một cái dàn con trai nó nhìn, mà bà cứ quay là bà chửi. Sau này bà nghe Nhân Đức giảng, bà hỏi Nhân Đức, giờ con vậy con đi ngang là mấy thằng trai, mấy ông nào ông nhìn cứ cười, chỉ chỏ, con thấy con tức, con quay con chửi thầy. Nhân Đức nói người ta thích nhìn mà, bà cứ đi qua bà quẩy còn mạnh hơn nữa, để cho nó nhìn đã đi, rồi từ từ nó không nhìn nữa, còn bà càng chửi thì nó càng nhìn, hiểu không? Nên bà đi ngang bà nói nè, cái nàng nàng nha, nói một lèo á nha, hiểu không? Nó cái quan trọng là bản thân mình đừng có đi tạo nghiệp vì khẩu nghiệp. Quý vị thích nhìn kệ người ta, chuyện của người ta mà, quý vị chuyện của mình cứ bình thường đi. Hồi sáng gặp một cái anh chàng, anh đó ở Cà Mau lên, 2 giờ khuya anh đến, 2 giờ khuya đến mà ở ngoài cổng ngồi niệm Phật, tại đâu ai mở cửa cho vô, 2 giờ khuya ta đi ngủ hết trơn, ai mở cửa cho vô. Sáng á, đang ăn cơm thì bước ra, nhà Đức đâu có bước ra, anh gặp Đức mừng ghê, tại Cà Mau luôn, lên đây nhiều lần mà không gặp, rồi giờ tự nhiên sao gặp mừng dữ lắm. Nhà 2 vợ chồng đứa con trai nó xíu à, thằng trai thích nghe Đức giảng dữ lắm, nó xong á nó thu một công đoạn lại đưa cho ba lên gặp thầy cho ba thầy nghe, nó xong nó ba nó bật lên, con chào thầy, con thương thầy Đức lắm. Con ở nhà con nghe lời thầy, con niệm Phật lễ Phật nè, cái bấm lên cái đoạn nó lễ Phật, bật cái điện thoại lên nó coi thì nó lễ Phật nhớ xíu à, quý mình lắm. Xong anh này anh kể, nó con kể cho thầy nghe, niệm Phật cảm ứng lắm thầy ơi, nhà con bệnh đau bây giờ không uống thuốc, niệm Phật hết trơn, vợ con với con mà nó lỡ môi, nó nóng lỡ môi, cái môi đau dữ lắm, lúc trước uống thuốc mà mấy tuần lễ nó mới hết, mà thầy biết rằng bây giờ không uống thuốc gì trơn mà niệm Phật có 3 ngày hết trơn. Nói rõ ràng luôn, công nhận niệm Phật hay thiệt, cái máy niệm Phật mà lễ với ông âm thầy tặng bật lên niệm nghe pháp hay quá trời, cảm ơn thầy. Anh nói rõ ràng luôn mà, tại vì người ta nói là ý muốn kêu những Đức giảng dùm để cái lời nói người ta thấy những điều cảm ứng gì những Đức nói lên cho người ta nghe, ai có thiện duyên thì người ta nghe, ta làm nó có lợi ích, phải tin, càng tin thì càng có nhiều cảm ứng. Trong Phật pháp quan trọng là tin đó quý vị, tin nó có nhiều cảm ứng, nó còn mình không tin, không có tin sao cảm mà ứng, không tin thì đâu có cảm đâu ứng. Xong anh này đi đến chùa, lên đây anh tu chủ nhật anh về, anh nói còn câu chuyện nữa kể thầy nghe, con có thằng em, con ngủ em làm ăn gì cũng được nhưng mà mày thấy mày buồn mày khổ quá, chuyến này tôi đi đến chùa tu mấy ngày mày đi chung này lên đây tu. Hỏi chùa ai, nói chùa thầy đó, thằng em nói ông thầy tào lao. Anh thì kính trọng em, nó tào lao. Xong anh quay qua nói em đi, em đi thôi, đừng nói tầm bậy, nói tầm bậy không tốt cho mình đâu. Anh nói một câu gì xong thì đi về nhà, thằng này xách xe dọn ra đường quất một cái rầm, banh chạnh xe nãy anh đưa cái hình ảnh đó, xe banh chạnh cho nó gãy cái xương sống. Có khi nó cũng trùng hợp, nhưng quý vị phải nhớ rằng cái duyên của những đứa cũng không đơn giản. Chứ đâu họ cũng có phước quý vị, cảnh tỉnh họ. Tại vì sao? Quý vị nhớ, quý vị đi tàu lao mà tập trung vài chục ngàn người đi, không tàu lao mà tập trung 20 người còn khó, chỉ mấy chục ngàn người nói người ta nghe răm rắp. Nên từ nơi đó nói một câu không nên nói, thà thôi em đi đâu. Một con người khôn khéo nhất, người ta đã quý trọng một người, bản thân mình trước mặt người đó đừng phê phán người đó,
Vì người ta quý người đó, mình phê phán người đó chứ mặt người đó làm chi. Đúng quý vị, tôn trọng người ta chứ. Bây giờ mình không tôn trọng cái người ở phương xa đó, mà mình tôn trọng cái người mà đang đối diện với mình nè. Vì cái người đang đối diện với mình là người ta thích người này, mình không thích thì mình im đi, mình khéo nói một câu nói hay để đừng mắc lòng. Có nhiều người ta tức lên nói câu đó, người ta bụp mình đó chứ không phải giỡn đâu nghe. Ta ghét mình, ta không đồng ý gì nói vậy đó. Và anh coi tôi là ai? Bộ tôi ba trợn, tôi khùng sao mà tôi theo một người không có căn cứ. Có những cái không phải mình cự mà mình phải dạy họ một bài học. Tôi cũng là người có góc độ, anh nhìn gia đình tôi hay cái việc làm của tôi cũng có căn cứ. Giải thích cho họ nghe vài câu rồi xong, chào anh, tôi về. Nhẹ nhàng chứ đâu có cự cãi gì đâu. Hiểu không? Thì ảnh nói rõ ràng luôn quý vị. Vừa nói xong câu xách xe dọt ra ngoài đường một cái rầm, đưa tấm hình cho coi, cái xe bánh chành hết trơn luôn. Gãy xương sống. Không phải đơn giản quý vị. Ghê thôi. Bởi vì thôi, những cái gì quý vị mình không thích, nhưng mà mình cũng phải có cái đầu óc quan sát. Mình quan sát đến chi? Để mình biết được cái việc làm của người ta. Đúng không? Quan sát cái việc làm của người ta. Nên mình làm vợ mình kính tinh Tam Bảo, chồng mình chưa kính tinh Tam Bảo, đừng có dội vàng để họ mang tâm phỉ báng, biết đâu tai nạn đến với họ làm sao. Vì khi con người mà tổn phước là nạn đến, mà trong cái tổn phước là khẩu nghiệp tổn nhất. Khẩu nghiệp. Kinh Vô Lượng Thọ vì thấy không, khuyên dịch đó, đừng tạo khẩu nghiệp đứng đầu lại. Tại vì khẩu nghiệp trong thời cuộc này tạo dễ nhiều. Khẩu nghiệp mà cũng là ngay cái miệng cũng tạo phước lớn nhất. Nếu như khéo tu phước, dễ tạo phước lớn nhất ngay cái miệng. Giờ cái miệng bị niệm câu Phật hiệu là phước lớn. Vì cái miệng bị niệm Phật cho người ta nghe là phước lớn. Cái miệng bị rủ người ta đi tu là phước lớn. Cái miệng bị nói cho người ta hòa hợp là phước lớn. Quá giải hận thù là phước lớn, phải không? Mà ngược lại là tội lớn nghe. Nên quý vị nghe nguyên bài giảng như Đức vị nghe rõ ràng không? Những Đức điều khiển bị quá giải cái tâm hận thù đúng không? Điều khiển bị quá giải hận thù không mà. Vậy vì hỏi những Đức thầy có quá giải được tâm hận thù không? Chắc chắn với quý vị luôn, chiếm ưu thế 80%. Nên từ nơi đó tâm người ta lúc nào cũng thoải mái trong cái hoàn cảnh con người đông như vậy. Là vì quá giải tâm hận thù. Chứ nếu như mà quý vị hỏi Nhân Đức, vậy thầy lo cho bao nhiêu con người trong đây, có những người chăm chích và ghét thầy, chửi cái thầy sau lưng không? Có. Vậy thầy có biết không? Biết. Vậy gặp họ làm sao? Ai với Đà Phật. Vì hỏi Nhân Đức, bây giờ một người đó chửi thầy mà tên tuổi người đó hiện tại thầy biết, mà trong chùa thầy đang lo luôn, thầy có nói tên tuổi họ ra không? Không. Nói làm chi? Nói họ sao họ sống được trong đây? Im gu để cho họ sống trong đây, mà mình dạy từ từ đừng đụng chạm đến họ, tự họ sửa. Đúng không? Tại vì mình nhiều người quý quá, mình nói tên người ta mà nói vậy thôi là người ta đã khó sống rồi. Dù người ta có như thế nào thôi kệ, đó là nghiệp duyên của mình, hãy để cho người ta sống trong chùa đi. Cái đó là cái cực kỳ quan trọng. Tu từ từ đi quý vị, chứ đâu phải mới tu mà như vậy. Ngày xưa những Đức lôi ra những Đức bầm bầm bầm. Đừng nói chuyện giỡn chứ. Thấy không? Nó cái gì tu hành nó phải có thời gian. Ý như Đức muốn chỉ quý vị, con người không phải là thánh. Không phải nghe như vậy mà hoàn toàn bản thân chúng ta đi đặt người ta vào như vậy. Nhưng mà mình là mỗi căn tính như bàn tay có ngón dài ngón ngắn. Bạn đạt được trình độ bao nhiêu hiểu thì bạn làm được bao nhiêu hiểu. Còn bạn chưa hiểu thì bạn phải phạm thôi. Nhưng thời gian từ từ, giống như một tấm gương nó bụi phủ cả ngàn năm, dài ngàn năm. Bây giờ muốn lau tấm gương này đâu phải lau một giờ một buổi mà hết cái bụi đó đâu. Mỗi ngày lau một chút, lau từ từ thì tấm gương nó mới sạch bụi, thì nó mới hiển lộ ra một màu sáng quang minh. Hiểu không quý vị? Những cái bài giảng này rất là quan trọng đó quý vị à. Nhớ nha. Nên mình còn có thể nghe được cái người chia sẻ Phật pháp chân thành tặng đáy lòng cho mình nghe,
trong cái thời cuộc cùng thờ với mình, hãy hết sức là trân quý. Khi qua thờ người ta biết có ai giảng cho vị nghe hay không? Pháp trong si nhất có cái thịnh nhất, nếu quý vị nhìn ra pháp trong thịnh nhất sẽ có si nhất ở bên trong. Nếu như thật sự có góc độ sẽ nhìn được cái thịnh và cái si của nó. Tại vì Phật Pháp á, Phật Bồ Tát đi độ sanh á, chiêu cảm từ chúng sanh tiếp nhận. Nên địa phương, bao nhiêu địa phương không có người chân thật hướng dẫn người ta, nhưng có những địa phương lại có người nhiệt tình hướng dẫn người ta, là vì cái địa phương đó có nhiều người người ta muốn tu hành. Hãy nhớ. Nên quý vị muốn cầu có người đến chân thật hướng đạo quý vị, quý vị ở nơi nào quý vị cố gắng tu đi, chân thật quý vị tu đi, Phật Bồ Tát không có bỏ mình đâu, vì các ngài có cái nguyện mà, sao mà các ngài bỏ mình. Nhớ nghe. Nên nhiều việc mình làm ở trong cái cuộc đời này, vì sao? Vì cái cõi đời này nó đa dạng quá. Làm để rồi giải thích để làm chi? Giải thích đó là gì? Là có chuyện nói với chúng sanh mê hoặc. Quý vị hỏi, ủa thầy ơi, vậy thì mình làm nó nghiêm túc hết trơn, việc gì cũng nghiêm, vậy thì độ người nghiêm không à? Còn những cái người mà lạng quạng khơ khơ, nó không có cái để giải thích, nên phải lôi ra khùng khùng điên điên rồi mới lấy nó giải thích, giống như là giải thích mình, nhưng thật sự là giải thích cho họ. Không làm khùng khùng điên điên thì không có những kẻ phê phán, mà không có kẻ phê phán thì không có cái việc để nói cho những người phê phán này mà nghe. Nó phải như vậy đó quý vị. Cái ai mà không biết, giờ bao nhiêu người biết rồi thì ngồi im, nó nói chậm chậm vài câu rồi nghĩ, thì có ai nói được mình cái gì? Nhưng mà trong cái phạm vi bình yên đó, nó chỉ mấy chục năm rồi mình chết đi. Thôi bây giờ mấy chục năm này mình khuấy động lên một chút, thì người mà nhận thức được thì cũng tiến tu, mà người mà thiếu nhận thức thì cũng nhờ đó mà được lợi ích. Thấy không? Đó. Nên mỗi một cơ duyên người ta nói rõ ràng hết trơn rồi. Thế chứ không nói im im thì mặc niệm thì không ai biết cái mặc là cái gì để niệm. Hiểu không? Mặc niệm thì bây giờ có ai biết cái mặc đâu mà niệm. Thì bây giờ mới cần nói ra để biết cái mặc mà niệm. Đó, nhiều người á, người ta gặp những đức nhiều lắm quý vị, ta đều nói câu: ngày xưa con mới nghe thầy giảng là con ghét cay ghét đắng. Nghe cái là ghét liền, cái mặt khô, nói vậy luôn quý vị. Thì thấy những đức mặt chai mày đá không? Có bao giờ mà những đức cảm thấy bị mắc mặt gì cái chuyện đó đâu. Vì cuộc đời mình bây giờ đang có cái mặt, thì trước nhất mình mình mài này xuống đá trước, để một ngày nào người ta đá mình nó không đến nỗi phù cái mặt. Tính trước đi. Trong cuộc đời này thịnh mà làm gì không có si, khỏe làm gì không có bệnh, bệnh mà làm gì không chết, cuối cùng đi vào số 0 thôi bạn ơi. Có gì đâu ha. Bây giờ hiện tại chúng ta đang ngồi chùa Thượng Xây, chúng ta cũng chia sẻ Phật Pháp để hướng dẫn người ta tu. Qua đời chúng ta ai hướng dẫn tu là chuyện của người ta chứ. Tôi hỏi người ở đây có thật sự muốn tu nữa không thì có người đến, còn nếu họ không muốn tu nữa thì khỏi ai đến, chuyện phương pháp khác vậy thôi. Nên những đức cũng làm hết lòng hết dạ. Phương pháp tu này thấy lợi ích chính bản thân hiện đời, lợi ích tu tập, lợi ích hiện đời xác thực 100%, và đặc biệt nhất là những đức vui mỗi ngày. Vui vẻ vậy ơi, mà vui lắm, nó vui tờ tặng đáy lòng, vui nội tâm á. Cái vui này, cái pháp vị này khó nói lắm, tại vì giống như uống nước nóng lạnh tự biết thôi. Quý vị nghe những đức chia sẻ Phật Pháp, nếu quý vị mà nghe được, quý vị sẽ cảm giác bình an lắm. Tại vì quý vị nói thầy không bao nhiêu chuyện nhưng còn làm được, nhà có một hai người mà sợ đói gì, làm gì chuyện đói, đừng có lo, không có đói đâu, đừng có sợ. Có đói đâu, đừng có lo, sao mà đói được. Vì niệm Phật mà đói mới sợ. Bây giờ hết gạo có người có đó, đưa gạo bị ăn. Nó đưa nhiều cách đưa, không phải là đưa gạo không đâu, nhiều cách.
thì cũng mua gạo, thì đó là có đưa gạo rồi đó, thấy không? Đó. Nên á, đừng có lo, quý vị học Phật chăng thật, vì vui đi, không có khổ đâu. Quý vị mà vui rồi, không người này vớt, quý vị cũng có người khác vớt. Lo gì cho nó mệt đi. Không có bao giờ mà quý vị mà bị mai một đâu quý vị ô. Nên á, những đức nói quý vị nghe, những đức giảng vì vui vẻ, bị tha thứ đi, quý vị sẽ thấy cái chuyện làm ăn quý vị à. Dù là cái cuộc sống kinh tế đang khó khăn, đang thất nghiệp tùm lum đó, nhưng quý vị không thất nghiệp. Đâu quý vị thất nghiệp đó, sao thất nghiệp được? Quý vị vừa người ta tạm ngưng công việc, quý vị lại bị vô chùa thấy Phật là làm gì thất nghiệp. Làm gì thất nghiệp được? Chùa đang mở cửa rộng rộng thênh thang cho bị vô đó. Vừa nói à, thôi à, công ty bớt nhân viên làm việc. Gì bớt nhân viên làm việc hả? Nam mô A Di Đà Phật. Chào anh em về. Ồ vậy là em à, không làm nữa, em sống sao? Yên tâm đi anh, em vô chùa ăn cơm chùa nó có gì đâu. Nên là đây lúc đó mình hát bài hát kìa. Tết năm nay em không thèm ở nhà. Hồi Tết năm nay em đi đâu? Tết năm nay em vô chùa ăn Tết đó. Thấy, thấy chưa? Làm gì thất nghiệp, ăn Tết xong rồi tự nhiên có người mời quý vị đi làm việc khác quan trọng hơn. Cứ nghĩ vậy đi thì nó vui quý vị. Thật sự con người chỉ ba buổi cơm thôi. Quý vị đi đến chùa mình cũng đâu có tốn tiền bạc gì đâu. Nhà chùa đâu có bắt quý vị là mỗi người đi đến đây phải đóng nhiêu tiền đâu mà sợ. Đâu có sợ chuyện này đâu quý vị. Thấy không? Nhận đức thì xác thực rồi. Xác thực cái gì? Xác thực là trong cái cuộc đời mình từ đây tới đến mình chết, mình sẽ cố gắng hết lòng, mình niệm niệm gì người ta mình làm hoài vậy đó, được không? Hiểu rồi. Đến đây mấy chục năm mà không tạo, tạo dựng một cái cơ ngơ ở cái cõi ta bà này đến chi? Trở lại đây tiếp tục nữa là mưa làm gió chứ. Ừ. Thì coi mấy chục ngàn con người cũng do mình tạo nhân duyên đó mà ra. Bây giờ á, mình đi về thế giới cực lạc, xong mình trở lại đây, mình về cõi ta bà làm mưa làm gió, xong mình về cực lạc mình coi cái quốc độ nào duyên hơi kém mình lỡ đó mình gây dựng nữa, xong mình trở lại mình làm mưa làm gió ở quốc độ đó nữa, ngon hơn quý vị. Không, đã có duyên gì rồi trở lại gặp nhau là nó thành hội chúng à, kết mình rồi, chết rồi. Không à, nên á, phải nghĩ lợi ích cho người ta đi hết đi. Bây giờ nhà Đức nghe nói mà nhiều công ty xí nghiệp đang bớt người. Tết mà tội nghiệp ghê, thấy không? Nó, nên nhà Đức nói với những người á, mà bị bớt công việc ra mà không đi làm nữa đó, rảnh ở nhà đó, nghe pháp niệm Phật đi, hoặc là đi đến chùa cộng tu thứ bảy chủ nhật, chạy xem đa đến đây cộng tu thứ bảy chủ nhật, tu viết phước nó tăng lên. Tu viết phước nó tăng lên quý vị. Đó. Giờ chùa mình nó làm tượng Phật mà làm dữ quá. Nhưng Đức có người bạn, Đức nói thôi giờ bạn phát huy làm tượng Phật đi, kiếm cái nơi nào thuê lớn lớn, mở ra cái xưởng làm tượng Phật cho thiệt là mạnh. Tại vì qua Tết bây giờ là cho tuần này Đức đặt 100 bộ tượng Phật rồi, là đi lên 100 bộ rồi đó nghe. Rồi á, quý vị thấy không, quý vị vỗ tay có mấy cái người ta không vỗ theo, nhưng vì nhiệt tình vì vỗ là bắt buộc người ta tội nghiệp phải vỗ theo. Thấy không, hay không? Giống vị niệm Phật á, ban đầu niệm không ai niệm theo, nhưng mà vì niệm giết vì an lạc á, người ta phải niệm theo. Cái gì cũng do kiên nhẫn mà ra, chứ đừng có vỗ mấy cái thấy không ai vỗ cái mắt cỡ buông thất bại, vỗ tiếp tục hoài vậy đó, thử cái vỗ không biết.
Thấy tội nghiệp quý vị. Chứ có người ta dỗ mà ai cũng nhìn ta, người ta ngại lắm. Thôi mình dỗ theo đại thì hỗ trợ tinh thần, không? Nên từ nơi đó mà Như Đức nói với người bạn đấy, mở cái xưởng làm tượng Phật cho lớn. Vì qua Tết bắt đầu bắt tay vào cái việc 3.000 bộ tượng Phật đâu có đơn giản. 3.000 bộ tượng Phật nghe, để lễ Di Quan Âm. Nó, lễ Di Quan Âm đợt này đông dữ lắm, chắc chắn vậy luôn. Nó, nên cái số lượng rất là đông. Mà trong tâm tư Những Đức bây giờ là muốn tặng tượng Phật cho mỗi một gia đình, phải có bộ tượng Phật và có từ khóa tu. Hay, này hay. Muốn hóa giải bớt cái kiếp nạn nhân sinh phải nhiều người tu. Mà không phải đi đến chùa đông, mà đi đến chùa đông phải đem chùa về nhà. Chủ người ta đến đây để đem chùa về nhà, thì cái phương pháp sống ở chùa mình sao bị đem về nhà bị sống vậy đó. Cái phương pháp Những Đức sống ở chùa nó không phải là một phương pháp mà quý vị đặt vào cái vấn đề sống không được xã hội đâu. Mà Những Đức muốn đào tạo một cái phương pháp sống ở trong chùa và bị đem về ngoài đời vẫn sống được luôn. Đó mới hay, quý vị mới đặc biệt đó. Nên bây giờ tướng ai đi sao thì cứ đi vậy đi. Bạn đi hai hàng thì đi hai hàng, bạn đi ba hàng thì đi ba hàng. Bạn ẹo thì bạn ẹo đi, bạn niễn thì bạn niễn đi. Bây giờ bắt buộc bạn phải là trở lại một vị trí là bạn phải khuôn khép, khó lắm. Thân thể làm sao thì giữ y nguyên vậy đi, còn cái tâm tu thì phải tu. Ô, tịnh độ nó hay ngay chỗ đó đó quý vị. Đó, bây giờ cái quy tắc ở trong ngôi Tam Bảo có nhiều nơi quý vị đâu có đem về nhà áp dụng được. Ví dụ như quý vị lỡ tu một tuần được dạy cái này kia quay nghi, nhưng mà không khéo về nhà nhìn người ta không có quay nghi lại chửi người ta, tội còn ác đạn hơn nữa. Thì tôi quý vị giữ được thì giữ được, người ta không giữ được cái hình đó thì người ta không giữ kệ người ta. Nhưng cái quan trọng là người ta có tu hay không. Cái tâm có tu hay không mới quan trọng quý vị ơi. Thấy không? Nó cái này là cái quan trọng. Cho nên Những Đức nói cái lượng Phật tử mà mình hướng dẫn nhìn xuống thấy quý vị đẹp, sáng sủa, rõ ràng luôn. Càng tu càng thấy sáng sủa nghe. Nhìn cái là thấy là đặc biệt liền. Không phải là những người mà không tu quý vị coi trong một cái số người mà khi mà quý vị mà cho quà từ thiện, quý vị sẽ nhìn đi, họ đang thui thù lùi. Không có phải như cái lượng Phật tử của chùa mình. Thì ra là quý vị nghe pháp và tu, hình tướng quý vị hoàn toàn khác người không tu. Chắc chắn quý vị luôn. Đây là cặp mắt nhìn thấy rõ ràng xác thực luôn đó quý vị. Nên quý vị nên tu tâm cho an lạc đi. Còn có ba buổi cơm lo gì. Đừng lo, mệt quá. Tu rồi hiểu rồi, ba buổi cơm này đừng có sợ. Chắc chắn là có. Đừng có lo. Hồi sáng gặp anh chàng ở Cà Mau, nói một câu ngộ lắm thầy. Con chỉ cần xài hết tiền, có người kêu con chạy xe nữa, được 4-5 triệu xài nữa, lo cho gia đình xong, sắp sửa hết tiền có người kêu nữa. Những Đức nói như vậy mới tự tại. Như vậy thì quá tự tại rồi, lo gì. Mà thấy anh chàng vui lắm. Cả gia đình nghe mình giảng học Phật, từ con nhỏ xíu cũng lễ Phật luôn. Nội nhìn vậy thôi là quá hạnh phúc rồi, quá đặc biệt rồi. Còn gì quý vị, giàu chi mà để tối ngày mít lòng với nhau. Vì nhớ trong cái cuộc đời này, danh và lợi là họa tai, không khéo nó là họa đó. Chắc chắn quý vị luôn. Nên phải xả danh. Xả danh bằng cách nào? Khi mình lên cao, mình phải đem cái mặt mình cà xuống dưới đá. Mình kêu người ta đá vô mặt mình vài cái. Thà nó đá trước đi mình chủ động, còn hơn nó gình gình nó đá một cái mình bị động chết một. Người khôn là khi mình lên cao cho người ta đá mình vài cái trước vô mặt, để cái mặt mình bớt nhỏ lại, để nó không, nó nuôi dưỡng cái mặt to lên, nó xúc một cái mình chết mụ. Kẹt lắm quý vị, hiểu không? Tôi chia sẻ bọc pháp giống khùng khùng điên điên. Nếu quý vị mà ngồi suy nghĩ thật là kỹ đi,
Bởi vì tra cứu vào những cái người xưa làm sẽ chắc chắn có giống. Thì quý vị biết rằng là mình phải chủ động, nó vẫn là đặc biệt chứ. Nó lên quá thì mới làm gì. Nên có những anh em mấy ổng chưa lên gì hết, ông làm giống như Đức nói đừng có làm cách này. Tại vì cách này chỉ là cái người nổi tiếng mới chơi, mới thành công. Hiểu không? Chỉ có tiếng rồi quý vị. Còn mấy anh em chưa có tiếng tâm gì chân thì cứ quy tắc là cứ làm cho nó đàng hoàng, nghiêm túc. Thấy không? Để gầy dựng mình. Nó vậy là nó mới thành công được. Nó rồi lỡ là tiền bạc, có được phước báo phải giải ra. Không giải ra người ta đói, nó kiếm mình, nó mổ bụng mình. Chứ đừng nói chuyện giận chứ. Hiểu không? Nó nên mình phải đẩy mạnh vì pháp thí, tài thí, phải chân thật mà làm, giải rộng ra. Y theo lời Phật dạy, nó không đến nỗi tệ đâu quý vị. Chùa mình những đức thấy đâu có tệ đâu, nó đâu có đến nỗi đói khát gì đâu. Mà đông y ăn rầm rầm, gạo cũng kho kho chứ giỡn đâu quý vị. Bây giờ nè, nghe không, khắp nơi nơi ngủ chơi thôi. Thích chơi thì chơi chung, không thích chơi thì thôi. Tôi chơi sợ gì, nghe không? Mình có thể chơi được thì mình rủ. Đó là gì? Từ đây tới 25 Tết, nghe không? Ai thích cúng gạo thì cứ mua gạo 10 kg 10 kg, đem lợ tùy một bao, hai bao, năm bao, 10 bao, 100 bao, 1000 bao cũng được nữa. Tùy khả năng mỗi người. Chúng ta đem cái của mình bỏ vào Tam Bảo, rồi tự nhiên lấy cái của Tam Bảo để tặng cho chúng sanh. Người ta cả năm người ta đi đến chùa tu phải có cái lọc gì trong chùa cho nó đặc sắc quý vị. Gạo là đặc sắc nhất, có thực mới bừng được đạo, đúng quý vị. Thì cái bữa đó là bữa cuối năm, 25 công tu cuối năm, nghe không? Gia đình mấy người đi là mỗi người một phần gạo. Bây giờ chúng ta lên cái quy trình là 4.000 người đó quý vị. Quy trình là 4.000 người ngày Chủ nhật thì trung bình ngày Chủ nhật khoảng hơn 2.000 người, khoảng 2.500 luôn này kia. Nhưng mà cho ngày đó 4.000 người đi. Nếu mà hơn nữa thì chúng ta tính cho 5.000 người đi. 5.000 người là gì? Là 50 tấn gạo. Gạo bây giờ 1 ký cũng 17-18.000 đó quý vị. Gạo giờ đang mắc nghe không? Nó 50 tấn gạo cũng nhiều đúng không quý vị? Nhiều không? Nhiều chứ sao không nhiều được. Rồi xong á, tiền chút vậy đó, nhưng mà nhiều. Nhưng mà mình làm được đó thì mình cuối năm, năm nào cũng vậy chứ, mình cũng làm vậy đó. Nó tự nhiên người nào gia đình á, tu không tu gì cuối năm cũng lợn bữa. Cái năm muốn đi mà cuối năm lợn lần thôi à. Biết đâu lợn cuối năm có lần mà dính luôn sao? Không, quý vị ơi, độ sanh cái tâm phải lớn. Đức Thích Ca Mâu Ni có một kiếp của Ngài là bố thí. Bố thí sạch luôn, bố thí vợ con luôn. Cuối cùng vợ của Ngài nói câu: tại sao chàng làm như vậy? Vì Đức Phật làm được điều này, còn mình thì đừng có bố thí vợ con, nghe chưa? Của cải thì bố thí cũng xem là gia đình của mình. Làm gì làm nhưng phải chừa cho gia đình sống chứ, cái xã hội này vậy đó. Bản thân chúng ta không phải là Phật. Nên khi Ngài nghe vợ trách một cái thì cái đời kiếp đó Ngài nhìn người vợ, Ngài nói một câu: trong nhiều đời nhiều kiếp Ngài đã từng hứa gì? Tại vì có một kiếp gọi là Thái tử Tát Đạt Đa mà khi mà chấp nhận Gia Du Đà La thì lúc đó Ngài nói một câu: đời đời kiếp kiếp làm vợ của ta, mỗi việc ta làm đều phải chịu đựng, đều phải chịu hết. Ngài làm sao cũng là giải thoát chứ không có sợ. Nên Ngài nhắc một cái tự nhiên tỉnh ngộ liền, nhớ lại những tiền kiếp liền. Thì người ta là bậc cao thủ rồi, ta làm gì còn mình nghe gì mà đi bố thí vợ con nữa chứ. Công an nó bắt quý vị luôn, cái tiền làm bậy, đúng không? Ý nói bây giờ bản thân mình tu hành mở rộng tâm lượng một chút thôi,
Nhưng mà bản thân chúng ta bố thí cúng dường làm việc gì cũng phải chánh tín, phải từ cái trí tuệ nhận thức sâu sắc xác thực mà làm, chứ không coi người ta nói mình mê tín thì sao. Ví dụ như bây giờ đi, Nhân Đức đốt một tờ giấy, quỳ xuống đốt tờ giấy, này lớn lên ơi à, lỡ đây rồi ta chục hồn ra ngoài luôn. Này là không có được nghe chưa, nghe không? Này là dù cái gì đi chăng nó thôi chánh, không có dám chơi cái trò này. Sao xã hội này ta không tiếp nhận mình được, phải không? Mình phải xác thực cái này là mình tặng gạo chúng sanh, là mình tặng gạo chúng sanh là xác thực, chứ không có gì mà mờ ám hết chứ, đúng không? Còn chương trình người khiếm thị là tặng tiền cho người mù, là tặng tiền cho người mù, ta không có một cái gì mờ ám hết chứ á. Chứ không phải là về chùa mà làm cái gì, đi tắm gì hay là qua lấy nước đồ hắt hắt đồ lên đầu đồ biến thiểu đồ này kia thành đa gì, gia trì gì, búng nước tùm lum tùm la, không khỏi khỏi. Chúng ta cái chuyện này ai làm kệ người ta, riêng mình phải xác thực quý vị. Thì cái thời cuộc bây giờ người ta thích xác thực mà, xác thực đi, đúng không? Xác thực đi quý vị. Nó nên trong Phật pháp nó có cái không phải nhưng nó cũng có cái phải. Chúng ta là những con người phát triển về khoa học hiện đại, về hình ảnh, hoặc là nhà báo đồ này kia rồi, thì nhà báo thì có quyền báo cáo, những cái gì không phải cũng báo cáo, những cái gì phải thì cũng đi tìm để báo cáo. Vậy thì cái vai trò làm của quý vị nó đều tròn vẹn, làm đúng thôi quý vị, đúng không? Thấy cái nơi người ta làm khiếm thị nuôi người già, mình lỡ mình coi thấy coi nó làm sao, để rồi mình báo cáo cho công chúng biết nơi đó có cái chỗ tốt như vậy, viết cái những lời bình lót vào cho nó hay, để nêu cái điều tốt của xã hội lên, tình thương mến thương con người đến với con người. Lá lành đùm lá rách đùm lá te tua. Lá te tua đùm rác, hiểu không? Mình mà sống vậy thì tình thương mến thương quý vị. Thật sự gì con người thì thật sự ai mà không muốn mình được thương, thì tại sao ta không thương người? Còn nếu như bây giờ chúng ta làm cái vai trò đó mà chúng ta chỉ đi kiếm rác để đi đưa lên không, thì bản thân của chúng ta sẽ có tội lỗi vì cái nghề nghiệp. Bây giờ chúng ta trong cái xã hội phát triển, con cái bất hiếu chúng ta nêu lên, đứa con bất hiếu như vậy, phải lót vào những cái lời bình rằng phải sống như thế nào, cho có nhân cách và đạo đức như thế nào, thì bạn có phước vì cái ngòi bút của bạn. Còn những cái mà rác rưởi quá thì bạn cũng nên dẹp bớt rác một chút, bạn đừng nên chánh văn rác quá, nó cũng không đặc biệt gì mấy. Hãy nhớ kỹ, thật sự quý vị, có những quốc gia người ta rất là đặc sắc quý vị, vì nhớ kỹ, người ta sẽ gói gọn tất cả những cái rác của cái quốc gia đó lại, người ta tung những cái đẹp nhất của nước đất nước người ta lên để làm chi? Phát triển đất nước người ta, hiểu không? Đó là cái đặc biệt. Những đức ngày xưa mới vô chùa tu gì thích thẳng la lối sùm. Tôi gì tôi thích nói thẳng lắm, tôi nói thật lắm, nói thật có ngày mày chết mày luôn, nói thật. Trong cái cõi đời này thẳng thì thẳng chứ, mình cũng biết mình chứ, thẳng vừa vừa thôi quý vị ơi. Có những lúc càng thẳng thì thẳng, nhưng có những lúc phải dùng lại. Thẳng hoài sao chịu nổi, đúng không? Thẳng hoài cũng không ai chịu nổi mình. Bây giờ Nhân Đức hỏi quý vị ngồi ở đây nè, quý vị mà ai mà thẳng hoài bị chịu nổi không? Đừng có nghĩ cái gì chứ, thì cứ là mình nghĩ rằng là cứ thẳng hoài mình chịu đâu có nổi. Nên có một vật vĩ nhân thế giới nói một câu rằng: ông chờ có chỉ tội tôi như thế nào cũng được, nhưng đừng ban cho tôi một thằng bạn nói thẳng khuyết điểm của tôi. Quá nói thẳng chịu không nổi quý vị ơi. Thôi nói nhẹ nhẹ thôi, vừa vừa thôi, tại ai cũng có cái ngã lớn với quý vị. Quý vị thấy không, chúng ta chia sẻ Phật pháp bây giờ quý vị thấy không, nó khác ngày xưa hoàn toàn. Đúng không? Từ từ ta phải cải cách lại chứ. Không, thôi quý vị ơi, cái gì cũng vậy,
Tiến bộ vẫn là tốt, tiến bộ cải cách vẫn là tốt, chứ đừng có dậm chân hoài, thấy không? Tiến bộ là được rồi, chứ đừng có mà thụt lùi ha. Chỉ cần tiến bộ thôi, người ta làm sao? Lúc trước như vị Thánh Nhân Đức nói chuyện không? Lúc trước cũng nghe được nhưng mà thẳng quá. Khi nghe lại có thấy, ủa sao mình nói chuyện sao nó chói tai nha, chói ghê luôn á, thấy không? Rồi từ từ mình giảng là mình coi là mình thấy mình chấp nhận gì vui. Rồi cách nói của mình nó cũng là điều chỉnh phù hợp. Giống như này là độc thì mình lấy thuốc giải, mình giải nó chỗ đó. Này độc lấy thuốc giải, giải chỗ đó. À. Nó từ từ cải cách lại quý vị thì có được. Chứ đừng có đòi hỏi cao quá. Đừng có đòi hỏi cao quá nghe. Cao quá chịu không nổi. Ví dụ như bây giờ đi, quý vị cũng thích người cao, nhưng mà cao quá quý vị cũng đâu có chịu. Như Đức hỏi quý vị nè, bây giờ chồng mình cao mình chút thì coi đẹp, chứ nếu nó cao tới lóc nhà mà đi với đó coi sao được hả quý vị? Đúng không? Đó. Ví dụ như bây giờ một người nữ cao cũng đẹp, nhưng mà nếu cao ngồng luôn, ông chịu con nhỏ vợ này không? Nhỏ cao dữ lắm. Cao sao? Mỗi lần tôi đứng tôi nhìn lên, tôi không dám. Tôi lấy con vợ này tôi mắc cỡ lắm. Tôi đi với nó tôi kỳ quá, nhìn tôi có chút ẻn. Đúng không quý vị? Nên cao cũng cao vừa vừa thôi, đòi hỏi cao quá cũng không được đâu quý vị ơi. Không? Ông có bài chia sẻ bài quá thấy nó nhẹ nhàng quý vị. Vì thấy nhẹ không quý vị? Bữa nay ở đây mà ai mà chúc qua bên kia nhận may đâu đưa tay coi thử nè. Bữa nay là bất chợt này nghe, mà nói câu này không biết bên kia biết có ai chạy vào bển không. Phải giỡn đâu. Nên khi xong buổi giảng quý vị thì đoàn nào đi theo đoàn nấy qua bên kia liền. Một số đoàn quen quen á, bữa chủ nhật không có nhận được á, nên bữa nay tặng quý vị cho xong luôn á. Hồi sáng mới về 900 cây, 900 cây mai. Mà bữa nay có mấy cây mai nhỏ nhỏ chứ mấy cô cũng thích lắm. Nó trồng sẵn luôn, nó có sẵn, về chỉ cần bỏ vô cái chậu thôi thì nó lên luôn rồi. Tại vì nó nằm ở trong cái chậu trồng sẵn luôn, nằm trong cái bọc sẵn trồng luôn rồi. Còn không mà một số mấy cây mai quý vị phải hởm mà tặng á nghe, là quý vị về phải lặt lá liền á. Là Tết năm nay là có bông á. Còn cái mai nhỏ này đó là 12 mới lặt, 12 mới lặt thì nó có bông. Nào, cái mai nhỏ bên đó một chút qua bên tặng. Thì thôi kệ cái lọc của chùa quý vị ơi. Thấy không? Những đức cũng nguyện tam bảo gia hộ cho quý vị đi đến chùa tu tập, ai cũng được may mắn. Biết may mắn là gì không? Biết gì không? Cừ là may mắn nhất đó nghe. Nó nhớ đó. Không mà những đức nói bảo đảm vì đi về chùa mình là quý vị may mắn à. Tại vui mà quý vị. Vui mà đúng không? Nên tất cả những người đi về chùa mình, quý vị không cần phải bận tâm nặng nề cái chuyện mà giàu nghèo gì ở đây chứ. 100% luôn. Chúng ta có được được thì ăn được được, còn có ít thì ăn ít thôi. Còn không có uống nước lạnh thì gì. Hiểu không? Đó, vậy là được rồi. Nên á, tối đêm nay cái lớp đạo làm con, mấy đứa bé mà nó đi thường xuyên á, bữa nay nhà Đức may áo xong rồi tặng mấy đứa nhỏ cái áo kỳ này đẹp lắm nha. Với mấy cái cô mà đi thường xuyên á, dễ tặng mấy cô, nhất là mấy cô bận theo cái áo vàng, cái áo đệ tử quy bận theo. Bận theo để làm chi? Để đổi cái áo kia nó dễ hơn. Giống như đưa cái áo kia là biết cái lượng người của mấy cô là cái lớp đạo làm con thường xuyên đến.
cái áo này cái áo cái lớp đạo làm con. Nên mỗi tuần người ta đi thứ bảy. Chứ bây giờ mà đưa một bà cụ già mà đem về bà đem chắc cà đao gì mất tiêu thì nó không có ý nghĩa. Tại cái áo này là cái lớp đạo làm con quý vị. À, nên là nhắc quý vị vậy đó, những người đi cái lớp đạo làm con mà tối thứ bảy đó thì nên bận theo cái áo đó. Hoặc thường xuyên đi đó, nhận được thì nguyên một cái tầng đó mình đi đó thì nguyên một cái dàn áo đó nó đẹp dữ lắm. Nghe không? À, thì chiều nay có 1.300 cái áo. Tối hôm nay. Nghe không? Để tặng cho lớp đạo làm con nha. Còn người nào mà mỗi tuần mà thứ bảy mà không có đi á, thì đừng có nhận cái áo này làm chi. Cái áo này cái lớp đạo làm con người ta mà quý vị. Ừ. Đó, nhắc rất là rõ ràng. Để cho quý vị trưởng đoàn dẫn người ta đi để cho nó rõ ràng. Đó, tại người ta đi suốt mà. Lâu tặng cái áo cái lọc chuột. Những cái gì mình làm sai quay đầu càng sớm càng tốt. À, đợi từ từ cái chừng phiền phức. Ví dụ chúng ta nghe Phật Pháp, chúng ta biết được làm nghề sát sanh, cuối cùng mà mình sẽ chịu cái quả báo là chắc chắn. Ví dụ như gia đình làm nghề sát sanh mà làm ăn dù có thịnh trước mắt nhưng mà sớm muộn gì nó cũng suy sụp, chắc chắn. Nếu như mà chúng ta nghe đạo mà chúng ta còn tiếc cái tiền lời sát sanh đó đó, làm tiếp tục coi chừng có ngày gia đạo suy sụp luôn, mình quay đầu không kịp. Bây giờ mình nghe mình quay đầu sớm, nhận tốt. Ví dụ những người con bắt hiếu với cha mẹ, giờ mình đang bắt hiếu với cha mẹ mà bản thân mình nghe được, mình quay đầu càng sớm càng tốt, vì đỡ khi quả báo nó đến với mình rồi trở tay không kịp đó quý vị ơi. Đến rồi nguy hiểm lắm, thấy không? Nên tính tình mình săn hẳn rồi tham lam nặng nề á. Săn hẳn thì ai cũng có, tham lam ai cũng có, mà nói đây là quá nặng nề. Rồi buồn giận rồi để trong tâm lâu, từ nơi đó mà bản thân mình quay đầu càng sớm càng tốt. Tại vì khi mà phước báo nó hết rồi, cái nó đổ bệnh tai biến, bệnh này bệnh kia xuất hiện, ung thư được. Con người mà tính khí nóng nảy nó làm cho cơ thể bệnh hoạn dữ lắm. Và nó làm cho mình càng ngày càng xấu đi luôn. Tại vì nóng tính. Khi mình săn hẳn, mấy vị soi gương thấy nó xấu rõ ràng mà. Đẹp gì đẹp chứ săn hẳn lên là nhìn ghê lắm. Nó xấu là tâm săn hẳn. Mà cái quả báo của săn hẳn nó cũng đọa địa ngục khổ đau. Nên từ nơi đó mà mình nghe đạo mình quay đầu càng sớm càng tốt. Nên nhiều người á, người ta nghe mình chia sẻ Phật Pháp mà người ta phát năm ăn chay trường, mình mừng giùm cho anh ta. Vì mình ăn chay trường quý vị, tính khí mình nó nhẹ lại. Vì mình ăn chay trường cũng là đại sám hối. Còn nếu như mình ăn thịt chúng sanh suốt luôn, tính khí người mình nó săn hẳn ghê lắm. Quán khí nó làm cho người mình tức giận, sân si, khó chịu. Ví dụ như bị đi cái người mà đâm heo hay cắt cổ gà hay là họ giết chó, rồi bị nhìn mặt mày họ từ từ càng ngày sẽ càng ghê gớm rồi, phải không? Đó. Làm những cái nghề mà nó tổn âm đức rồi bị càng về sau là nó càng xấu. Dù bị có trang điểm cỡ nào nó xấu vẫn là xấu. Trang điểm cỡ nào nó xấu vẫn là xấu. Quán khí á vậy, quán khí nó bao trùm mình lại. Cái từ trường của người mình đi đến đâu thấy nó ớt, nó làm cho người ta đáng sợ. Ví dụ như cái người mà ăn thịt chó, thịt trâu, đồ sát sanh hại vật nhiều á, vì để ý họ đi đâu mà chó gặp họ cũng vượt nhiều. Nó sủa dữ lắm. Tại vì á, vị biết rằng á nghe, có những con vật á mà nó nhìn những cái gì mà mình như mình sợ là nó thấy trước mình. Có những con vật nó thấy trước mình. Như chó đồ là nó thấy mà, những cảnh giới này kia là nó biết, nó sủa liền á. Chứ đâu. Nên từ nơi đó mà cái quán khí nặng, con vật đồ này kia nó cũng đuổi dược mình nhiều. Mình giữ dằn quá.
Nên từ nơi đó mà ăn chay là cái sát khí người nó nhẹ lại, càng ngày người nó dịu cái tâm lại. Mà khi con người mình nó dịu cái tâm lại thì cái tâm kiêu ngạo mình nó hạ xuống. Quý vị biết con người mà thất bại nhất là kiêu ngạo quá lớn. Mình kiêu ngạo quá, một là tổn âm đức, hai là nó thất bại rất là lớn. Có nghĩa là trong cái cuộc đời này quý vị, mỗi người chúng ta mình có hai con mắt à. Nó phải nhờ nhiều con mắt nó quan sát giùm mình. Nên mỗi cặp mắt họ quan sát mình, họ có ý nghĩ giùm cho mình. Nên khi họ cho mình những ý kiến gì mình thấy hay mình phải tiếp nhận. Mà đừng có bao giờ cho rằng hai con mắt mình có thể bao phủ hết tất cả. Ý nghĩ đó kiêu ngạo dữ lắm. Nên con người càng tiếp thu được nhiều cái hay về nhiều phương diện thì bản thân mình sẽ thu thập được nhiều cái đặc sắc trong cuộc đời. Dù là mình không có đọc sách gì nhiều nhưng mà nhiều phương diện nó đưa mình là cuốn sách xác thực, xác thực nhất. Thí dụ như mình xây cái nhà, người ta nói cái nhà đó hư, mình sân si lên thì mình thất bại rồi. Mình phải đi tìm hiểu cái nhà đó có hư hay không để mình điều chỉnh lại. Mình coi công trình, mình cực khổ mình coi nhưng mà công trình nó bị hư thì người ta nói nó hư, mình đừng có bực bội. Cái cảm giác mà cái gì mà người ta làm lên mà hư, mà người khác chỉ cần nói người đó, mình ngồi kế bên mình quan sát, người ta nói một cái là thấy cái sắc mặt người đó thay đổi. Mình nói con người này mình không có nên góp ý làm gì, vì vừa góp ý là sắc mặt họ thay đổi, mình góp ý làm chi, gây quán thù. Quý vị góp ý cho con người phải nhìn con người đó họ có tiếp nhận hay không, hiểu không? Tiếp nhận hay không mà nó góp ý. Thí dụ như mình góp ý ai mà người ta cãi lý lại là mình đừng có góp ý nữa. Tại mình góp ý họ cãi lại không à, là họ đâu có lắng nghe đâu quý vị. Mình đi cãi họ làm chi? Khi người ta góp ý với mình đừng có nói một tiếng gì chứ á. Đó là cách quân bình nhất. Quân bình nhất quý vị là hay nhất luôn. Để cho người ta nói hết đi, rồi bản thân chúng ta lọc ra câu nói đó khi đưa ra cho mọi người nghe. Đừng có trả lời lại mình họ, mà hãy trả lời cho nhiều người nghe. Thì cái góp ý đó của họ nó cũng được công chúng nghe được cái lời góp ý đó, nó cũng tốt. Này là kinh nghiệm quý vị. Tại vì mình thường được ngồi với một số người, mình thấy một số người người ta đủ duyên, người ta góp ý một số người. Mình ngồi mình để ý, mình quan sát thử. Khi người đó góp ý cho người đó, mình thấy người đó anh ta vừa góp ý cái là gương mặt người ta thay đổi liền. Ta nói bằng cái cách ta không vừa lòng. Mình nói thôi con người này không bao giờ mình nói tới một câu làm. Kệ, giống như tự họ, giống như lúng càng sâu họ gán chịu. Ta đâu có lắng nghe đâu mà mình đi góp ý làm chi. À, nên những đức có cái cơ hội những đức chia sẻ Phật pháp. Cái gì những đức cũng được nói trên chánh điện, mà những đức góp ý ai thì người ta nghe thôi kệ người ta chứ. Mình được nói, bây giờ những đức nói chuyện gì có ai dám sọt vô đâu. Những đức mới nói được, còn nếu những đức ngồi riêng với người ta sọt vô. Nên mình nói chuyện với Phật tử mà đòn đòn 5-7 người. Khi mình lỡ mình nói chuyện với ông thầy, mình nói mấy câu thôi, mình để cho ông thầy ông nói ông dạy mình. Có những cái đòn không có hiểu, đi lỡ nói chuyện tàn là họ nói không. Vậy thì lỡ đó được có kết quả gì hay đâu. Mình phải tính ra mình lỡ mình hỏi cái gì cần hỏi, để mình có dịp mình gặp gỡ ông thầy mình hỏi, nó có kết quả. Chứ mình lỡ mà mình toàn là mình nói không một mà ông thầy vừa nói có một câu mình chọt vô. Từ đó vì sao mình không nên ngồi vậy? Tại vì sao mình ngồi vậy nó không còn trọng lượng. Sau này mình đâu có giảng thuyết cho họ nghe được quý vị. Nên không có ngồi tiếp Phật tử nó cũng có cái hay. Một là cũng khó gặp, hai là cũng dễ giảng thuyết. Có gì giảng được nghe từ đầu tới cuối. Nên từ nơi đó mà nó được lợi ích lớn hơn là ngồi hoài. Ngồi hoài nó không có được lợi ích đâu quý vị ơi. Mình ngồi hoài với họ viết nó lờ mặt. Nên mình thường nuôi dưỡng cái tâm vui vẻ để mình còn nuôi nhiều con người.
Nếu bây giờ mà mình sống ở chỗ nào đó mà mình cũng không gần gũi với cái đội ngũ mình sống á, thì nó cũng không có làm cho mình hoạt bát được. Nên nhiều người lãnh đạo, quý vị biết, người ta bị cái tâm mà người ta khô cứng là do gì biết không? Do gì người ta thấy cái người bên cạnh nó dễ không hiểu biết, gần hòa họ quá thì họ xem thường, nên người ta nghiêm giết, người ta thành bệnh nghiêm. Còn những đức mà nếu làm vậy thì giết bản thân mình cũng y rang người ta. Nhưng mà rõ ràng quý vị ơi, con người á, khi bị gần gũi họ vui quá, giết họ xem thường quý vị. Họ không biết chân quý đâu, xác thực luôn. Đó, nên họ học đạo họ không có kết quả. Không kết quả. Nên cái học đạo mình đi đâu gì? Mình cái gì mình không hiểu mình hỏi thì mình đừng có tùy tiện. Cái tùy tiện là cái rất là nguy hiểm quý vị. Tại vì tùy tiện nó thành tánh quen, quen tật. Nó mình vô cương vị nào mà tùy tiện là người ta không có dám giao phó gì quan trọng. Vì tùy tiện quý vị. Thí dụ như cái góc độ của mình dù có thông minh, nhưng mình đứng vai trò mình như một cái chén cái tô. Còn cái vai trò người ta bằng cái lu hoặc cái sông, cái hồ, cái biển. Thì bây giờ cái chén cái tô sao so sánh với sông, hồ, biển được quý vị? Nên mình thì nhìn vào một cái phạm vi nào thôi, còn người ta nhìn xa hơn. Nên mỗi người có góc độ nhìn, nhưng phải có cái tâm. Bản thân mình học đạo phải có cái tâm lắng nghe. Lắng nghe là vàng mà quý vị. Cứ cái tâm lắng nghe đi là hay dữ lắm. Thật sự rất là hay luôn á. Dù mình có học giỏi cỡ nào giỏi mà nhiều đứa con nít nó nói bất chợt những câu nói mà nó rất là tự nhiên. Mà câu nói đó lại là một cái câu nói mà chính bản thân mình có nhiều sở học, mình lại không nói được. Tại cái đứa bé nó quá khứ là tự nhiên rồi, nó nhăn chi sơ tính bản thiện. Nó còn nhỏ, tâm trong trắng, trong sạch. Nó hiển lộ ra những lời nói bất chợt tự nhiên. Mà câu đó gọi là câu thanh tịnh. Mình đừng có chê bai nó nhỏ, nó không biết gì. Nhưng mà có những câu nói của nó bất chợt mà mình lắng nghe được, mình cũng học được một câu nói đứa nít. Đứa nít nói hay. Nên cha mẹ cũng vậy. Con mình mỗi đứa nó cũng có một cái chủng tử thiện của nó. Nó có sự giác ngộ của bản thân nó. Có khi mình làm cha làm mẹ mình đi học Phật, mà có những câu nói mình nói không bằng một đứa con mà nó nói bất chợt một câu nói. Nên mình có khi mình cũng để cho con mình nó nói một hai câu nói với cái tấm lòng đó, thử coi nó nói được cái gì. Từ nơi đó mà tạo ra một cái cho nó có sự tự tin trong cái cuộc đời này. Nó thấy nó cũng có nhận thức. Chứ đừng có cái gì mình cũng cho mày nít noi mày biết cái gì mày ơi. Mình nói vậy giết con mình nó không có phát huy. Nó, mình đừng bao giờ làm cha làm mẹ mình ỷ lại là mình cha mẹ mình hơn người ta. Nên con nói ra cái gì bản thân mình cũng mày con nít con noi không biết cái gì chứ, lo mày ăn rồi đi học đi. Giết rồi sau này con mình nó không có phát huy được. Với một nó là nó muốn nói cái gì nó đâu có nói được đâu. Nó nên cả mình làm thầy cũng vậy đó. Mình đừng có bao giờ tắt ngang lời nói của người khác, mà giải thích vẫn là cái hay, hoặc cho người ta cơ hội được nói. Chứ đừng có bao giờ mà cái gì cũng thôi mày không biết gì đâu mày ơi, mày mới tu đây mà mày sao bằng tao này kia đâu. Mỗi người nó đều có một cái giác ngộ của nó nghe quý vị. Thí dụ như mình giác ngộ đến đỉnh cao, nhưng có khi ở dưới mình lại không thấy. Mình lên cao quá nên ở dưới mình không thấy. Nên quý vị biết rằng cái tầm nhìn xa nhất là cái người ở phía sau. Họ nhìn tổng quát sự việc. Phía sau nhìn tổng quát sự việc. Trong cuộc đời những đức đi tu, những đức có đi đâu đâu, những đức có đi tìm hiểu gì đâu, mà tại sao những đức biết nhiều thứ gì? Tại những đức ưa ở phía sau. Hồi xưa những đức ở bên cạnh một vị thầy nổi tiếng, ở phía sau đó một số Phật tử mà trước mặt thì cung kính quá trời, nhưng sau lưng lại là chăm chích nói này nói kia. Mà mình ở phía sau mình nghe những điều đó, mình nói ô thì ra là con người ta đi tu mà cũng lạ ghê. Trước mắt gì đâu mà quỳ, gì đâu mà tác bạch, gì còn hơn là đưa lên tới trên mây xanh. Mà sao sau lưng này nói kỳ vậy chàng? Thì ra là tu nhưng mà cũng có nhiều dạng người lắm. Mình nhìn ra mình mới thấy quý vị ơi. Đó.
Nên quý vị biết rằng cuộc đời Nhân Đức điều chỉnh lại. Chưa có bao giờ mà Nhân Đức á, nhờ một Phật tử nào cái gì mà Nhân Đức im gu. Đừng có nói hai chữ cúng dường khi tôi nhờ. Nhờ mà cúng dường gì vậy? Nếu nhờ mà cúng dường thì về sao sao nhờ đấy? Khi người ta nhờ mình nghe được, mình biết được cái việc đó là mình thích cúng dường, thì bản thân mình hãy âm thầm mình cúng dường Tam Bảo và mình cúng dường cái khác. Mà tiền này để cho ông thầy ông trả, để tập cho ông thầy ông quen đi. Sau này ông đừng có lạm dụng cái đó với những người khác. Với mình thì không sao, nhưng lạm dụng với những người khác, người ta nói ông thì sao? Tại vì ông còn trẻ, nên cái gì mà ông nhờ mình là phải quy tắc, là phải trả tiền. Chứ đừng có nói rằng cái đó con cúng dường, về sau ông nhờ nữa mình không có tiền cúng dường, lúc đó mới khó xử. Thà chúng ta rõ ràng cái gì ông nhờ là mình có lấy tiền rõ ràng hết đi. Nhưng khi mình cúng cái gì là mình nói mình cúng Tam Bảo, nhưng trong thâm tâm mình nghĩ mình phụ thầy làm cái này. Làm vậy nó mới đúng quý vị à. Về sau á, mình rèn ông thầy này, ông nghiêm túc. Nhiều người á, cũng do quen cái tính, nhờ cái gì Phật tử cứ cho rằng cái đó là của Tam Bảo. Tôi làm cho anh ta đâu phải làm cho tôi đâu. Làm cho anh ta mà ông là người đứng ra làm thì ông phải rõ ràng. Ông đứng ra ông làm thì ông phải rõ ràng chứ. Làm cho ai? Ông làm cho ông. Phải làm nghiêm túc. Nên không có thể nào mà cái gì mà nhờ rồi mà im gu được. Nên tất cả anh em bên cạnh Nhân Đức, Nhân Đức hướng dẫn hết trơn. Mấy ông làm không phải, sau này mấy ông gắng chịu. Cuộc đời Nhân Đức làm bao nhiêu Phật sự vậy đó. Vì thấy rõ ràng quá trời không? Rất là rõ ràng, ai cúng là đều tự phát tâm. Chứ ngoài ra không có kêu gọi ai, cái tên tuổi người nào người đó. Chưa bao giờ một người nào cúng dường mà Nhân Đức nêu cái tên đó. Chưa bao giờ nêu cái tên. Điều đó Nhân Đức biết một cái vị này. Khi có một người này ở miền ngoài, mà người này cũng có chức phận nha, cũng quý, cúng một bức tranh, bức tranh sơn dầu đẹp dữ lắm, mà họ cẳng cái gì lên đẹp dữ lắm quý vị. Vị này khi mà giảng thì vị này nêu cái tên người đó lên. Thì cái cô đó gặp Nhân Đức, cô nói một câu: khi con cúng là bằng cái tấm lòng của con cúng, con cần nêu tên đâu, tại vì cái công việc của con không có dính với tôn giáo được, Phật giáo được, nên con quý thôi chứ con không có thích nêu cái tên của con lên. Học liền. Phía sau mình học liền quý vị. Thì bản thân mình học, mình nói cả đời tôi đừng có mong mà tôi nêu cái tên của ai. Còn nếu như ai cúng mà muốn tôi nêu tên thì đừng có cúng. Quy tắc nó là như vậy đi. Nó mình chỉ nói cái phương tiện thôi, người đó vậy, có người cúng gì vậy đó. Mình đừng có nói cái tên tuổi họ. Mình nói lên thì những người khác cúng sẽ tập thành quen. Tại sao người ta cúng á, có một lần cái nêu lên, còn mình cúng hoài sao không nêu? Ta không thích. Nên từ nơi đó bản thân mình thà không nêu ai, mà mình nói rằng à, càng làm cái đó gì, ai thích làm thì làm, không làm thì thôi. Vì quý thầy cũng đâu có kinh doanh gì, có tiền đâu mà làm những việc cho chúng sanh. Nhưng mà nhờ có quý thầy đứng ra nên mới làm. Như giống chương trình khiếm thị, ví dụ như có nhiều người ta không biết, ta nói bây giờ người ta cũng hỗ trợ cho thầy làm thôi, thầy nói hoài làm gì. Tôi mà không làm thử coi nó có làm không biết. Nó thật luôn. Thử tôi không đứng ra làm đi, thử vị đứng ra bị làm thì có được không? Trời ơi, có lời nói lắm mới nói lên mà làm được. Quý vị thử đi nói lên đi, có ai làm với quý vị không? Đừng nói tài hay. Một cái việc mà có khi mà là cũng cho mọi người đó mà nêu lên đi gom có đâu. Có nhiều người gặp Nhân Đức nói: ủa sao mà thầy làm cái gì thầy nêu lên cái là thầy làm được hay gì? Ở đây tôi cũng nêu lên mà sao tôi kêu, tôi đi tới nhà tôi đưa kêu luôn mà họ dị lắm, họ cúng có 10.000 nói thật, cúng 10.000 20.000 à, mà còn ra cái vẻ cúng kỳ cục, cúng mà giống như là vứt bỏ vậy. Tại vì sao? Vì họ không có giảng dạy. Họ không có giảng dạy nên ta đâu có biết đâu quý vị. Nên Nhân Đức nói với quý vị nghe nha. Có nhiều người á, họ phê phán Phật giáo nhưng họ không có hiểu được ở trong cái Phật giáo nó có cái đặc sắc trong Phật giáo mà mình phải học. Trong cái Phật giáo cái hay nhất là cái nền giáo dục á. Nó đặc sắc ngay cái chỗ này. Nó thiệt luôn á. Không biết bạn giáo dục cái gì, nhưng mà ông thầy này ông quá phát triển rồi, là do ông này ông nói chuyện hay.
ổng phải thu nhiếp nhân tâm của người ta làm sao. Vì nó ông thầy này ông gạt người ta, quý vị đi gạt người đó đi, vì thử đi gạt người đi rồi quý vị sẽ thấy. Gạt được một người, gạt vợ còn chưa gạt được. Nó giỏi lắm, dụ được một hai lần, vài lần sau cũng lật tẩy rồi, đúng không? Không chi mà quý vị nói họ gạt hàng vạn người, không có đơn giản đâu. Vì họ biết cách nương vào giáo dục của Phật Pháp, họ dạy có cái hay đó quý vị, người ta mới nghe dữ vậy đó. Nhưng nếu mà họ làm không đúng thì quả báo sẽ đến với họ. Nhưng mà mình phải học họ cái gì? Mình làm giáo dục đúng đi, đã là cái nền giáo dục đó nó thành công rồi, thì mình hãy giáo dục đúng với lương tâm đi, thì tức khắc quý vị sẽ thành công gì đâu. Sống học, đúng không? Bây giờ thí dụ Nhân Đức làm nhiều việc đi, Nhân Đức sẽ làm được. Vì sao? Vì cái bài giảng Nhân Đức á, cái bài giảng Nhân Đức nó quan trọng quý vị. Bây giờ Nhân Đức có mở 10 đạo tràng nữa đi chăng nữa cũng được, nhưng mà mỗi một cái đạo tràng đó phải để cho Nhân Đức giảng thì nó phát triển được. Nó dạy đạo tràng đó quý vị. Nó, và tại vì niệm Phật cái phiên ta hoài người ta mới niệm Phật, niệm Phật cái phiên ta hoài người ta mới niệm Phật quý vị. Và thêm cái nữa quý vị biết á, chùa mình á, phát triển gì nè, là cái bài giảng Nhân Đức á, khi Nhân Đức giảng Nhân Đức lại nghiêng vào cái chuyện quản chúng. Nhân Đức chỉ cái người quản chúng á, khi Nhân Đức giảng xong á, lấy một hai câu Nhân Đức giảng trong bài giảng đó đó, sức ảnh hưởng Nhân Đức lớn hơn người quản chúng nữa. Người quản chúng đó lấy một hai câu trong cái bài giảng Nhân Đức nói lại cho chúng nghe, nhấn mạnh thì sẽ quản chúng được, chỉ họ thành công. Nhân Đức nói quý vị nghe, cái chùa người ta tại vì sao không ai đến. Nhân Đức nói quý vị, niệm Phật là tốt thiệt đó, nhưng mà lỡ mà không giảng mà bắt niệm Phật đi, đố mà có cái hội chúng mà lỡ nghe đông gì, không bao giờ có đâu quý vị ơi. Chúng sanh họ thích nghe nói chuyện, thích nghe nói chuyện mà phải nghe vui nữa kìa. Nói chuyện đâu phải ai nói người ta cũng nghe đông đâu. Có khi quý vị lỡ chùa nào đó, người ta nói giống như người ta tụng kinh vậy đó, thì ngủ gà ngủ gặt lặn đi chạy mắt dép luôn chứ đừng mà lỡ nghe. Nó phải hội tụ rất nhiều nhân duyên mới thành công được, phải làm rất nhiều việc. Những đức nói với vị nghe, có nhiều người ta không biết, nó nói ông mà buông xả cái gì của người ta mà đưa cho ông mà buông xả cái gì. Những đức nói với vị nghe, cái của mà vô tay vị một cắt cũng không mẻ nó chứ đừng nói xạo. Nó thiệt luôn á, thử nó vô tay vị thử coi, cái vị mẻ mới sợ á. Trời ơi, phải nhìn thấu lắm, người ta đưa mới làm á, đâu phải người nào người ta đưa cũng làm hết đâu. Mình phải nhìn thấu dữ lắm mình mới chịu làm. Nó đâu có đơn giản đâu, dù là của người ta nhưng vô tay mình nó thành tánh tham mà quý vị à, thành tánh tham liền vậy đó. Trong Phật sự nó phải giác ngộ. Mỗi một cái Phật sự mình phải nhìn vào cái giác ngộ đó mà làm. Cái Phật sự thế gian này nó có lớn cỡ nào nhưng phải nghĩ, nó không có đặt vấn đề bằng cái chuyện niệm Phật giảng sanh thì nó mới đạt được cái Phật sự của thế gian. Đạt Phật sự của thế gian. Tôi thấy tôi tu với tôi nhẹ quá trời, nó thiệt luôn, nhẹ lắm quý vị. Vì sao? 5.000 người tôi nuôi bây giờ tôi cũng nhẹ. Tại vì sao? Nói nuôi thì nuôi vậy thôi chứ mỗi người tự mà thở tự mà sống, chứ mình có thở giùm người ta đâu. Bệnh thì tự mà chịu chứ làm gì nuôi cái gì. Chỉ là dưỡng cái tâm thôi. Rồi á, ta thấy mình làm vậy thì ta đem cơm gạo về thì mình chỉ đạo để mà nuôi để lo. Việc này chỉ cần phát tâm thôi là được rồi, đúng không? Còn cái chuyện thở là họ thở, cái chuyện họ ăn nhiều ăn ít là cái cơ thể họ tiếp thích nghi kệ họ. Họ vui họ buồn thì đó là chuyện của họ. Bản thân của mình chỉ là bản thân nói chuyện cho họ nghe thôi. Nặng cái gì, đúng không?
Chừng nào yếu thì muốn trị bệnh thì trị bệnh, muốn hộ niệm thì hộ niệm, còn chết thì có quan tài. Vậy thôi, làm đúng vai trò vậy thôi chứ. Thường ngày họ vui được là quá hạnh phúc rồi, bản thân chúng ta đi đặt vào họ để lo gì thì làm chi, thằng nghĩ làm còn sướng hơn, làm chi mà sanh phiền não. Không có cái đặc sắc nào bằng cái đặc sắc mà ta thường vui hết. Thì biết vì sao mà Thái tử Tất Đạt Đa ngày muốn đi tu là làm Phật không? Vì ngài lúc làm thái tử thì ngài còn nhìn nhiều việc buồn. Tại sao muốn làm Phật? Vì khi đã làm Phật rồi thì cái gì cũng vui cả, nên mới làm Phật. Hiểu không quý vị? Còn nếu như mà còn là phàm phu thì nhiều thứ buộc ràng nên nó buồn. Nên chúng ta muốn làm Phật vì sao? Vì khi chúng ta làm Phật thì chúng ta nhìn người chúng sanh là Phật, nên chúng ta phải làm Phật thôi. Tại vì mình là phàm phu, mình nhìn chúng sanh là phàm phu, nên đã là phàm phu nhìn phàm phu thì hai bên có ấu đả nhau, hơn thua đấu tranh, nên sanh phiền não. Nếu chứ mình là Phật rồi thì mình hoàn toàn giác ngộ rồi thì mình đi đấu đá với ai bây giờ quý vị? Nên mình còn phàm phu thì mình khổ nè, nên mình phải cố gắng niệm Phật để gây dựng tính nguyện mình đi về cực lạc. Thì đó là cái khôn á, khôn nhất luôn, đúng không? 100% chọn vậy đi quý vị. Vì trong cuộc đời này chúng ta có duyên, chúng ta cố gắng mà làm. Có duyên tốt thì làm, mà không có duyên thì muốn làm cũng không được đâu. Nên nỗ lực khi mình có duyên mình làm, làm cho tốt chứ đừng có sợ. Chứ làm mà còn sợ thì không có làm được. Nên làm cho thật là tốt, cho nhiệt tình với chúng sanh đi. Chừng nào mà không làm được thì giống như thường ngày đã giác 70-80 kg, đến lúc kêu mình để 70-80 kg xuống thì chắc mình bay quá, khỏe quá trời khỏe rồi, hiểu không? Thì bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, quý vị tu là để chúng ta nhìn thấu trong cuộc đời này thôi. Có nhiều người mình khổ vì chồng, vì con, vì vợ, vì con. Bây giờ đến lúc chồng anh nói thôi chia tay với mày, mình vừa nghe cái ông nội gì vậy không? Hả? Bao nhiêu năm nay sống tự nhiên rồi chia tay là sao hả? Tôi có lỗi làm gì mà chia tay với tôi? Ngồi suy nghĩ đi, suy nghĩ bao nhiêu năm nay khổ quá, giác chồng nặng nề khổ đi ghê, đến lúc nó nói giờ tao buông mày, vậy mà mình nói rằng ồ leo lên cho tôi giác đi, mà giác lại than, mà buông ra lại khổ. Thấy không? Tại mình thôi chứ tại ai. Nè, đứa con nó hư, thiệt là hư, nó làm khổ mình còn hơn cái gì nữa. Bây giờ nó bị xe đụng chết queo rồi thì mình nói mô vợ, nó hư quá trời hư rồi, bây giờ phải nuôi nó thôi. Tại vì thiếu nợ nó, bây giờ nó đến nó đòi phải trả. Nhưng bây giờ chắc nó đòi xong rồi nó đi. Nam mô A Di Đà Phật. Duyên hợp thì gặp, duyên hết thì xa. Không? Thì bị khỏe quá, nhưng mà do bản thân mình, lúc có nó thì mình khổ te tua, nhưng mà lúc nó đi thì mình cũng khổ nữa. Nên Phật Pháp dạy mình là dạy mình nhìn thấu quý vị. Trong cuộc đời này hãy nhớ kỹ, giống như câu Nhuận Đức nói, mặt trời mọc hướng đông, lặn về tây, rồi ngày mai lại mọc về hướng đông. Có khi đời này người ta đến, người ta đòi nợ mình, hết nợ người ta đi, khi người ta trở lại biết đâu nó tốt hơn đời này sao. À, hãy nghĩ như vậy đi. Bây giờ họ làm con mình, họ đến nó đòi nợ, họ ác quá thì nó chết nó đọa lạc. Nhờ mình tu nên cái con nợ này nó buông ra, chuyển hóa con nợ này, đời sau nó tái sinh lại, nó trở thành đứa tốt.
Bây giờ mình cứ muốn ôm giữ nó để nó tạo nghiệp cả đời, nó đi đọa tam đồ ác đạo. Quý vị mà tu hành vì nghĩ cái gì thì bị nhẹ nhàng quá. Đừng vì một chút tình thương của mình mà để người ta phải đọa tam đồ ác đạo. Nên chúng ta hãy tin cái chỗ là duyên hợp thì gặp, mà duyên hết thì xa. Đến với cuộc đời này, xin thưa quý vị, mỗi người chúng ta, ai mà tồn tại được mãi mãi trong cuộc đời này? Đâu có ai tồn tại mãi mãi đâu quý vị. Nên từ nơi đó mà mỗi người chúng ta phải có góc độ cực kỳ sâu sắc thì mình mới đặc biệt được. Tại vì cuộc vui nào ở cõi đời này cũng tàn hết chứ. Cuộc vui nào cõi đời này cũng tàn hết. Thì tàn sớm hay tàn muộn thôi. Tàn sớm hay tàn muộn thôi. Thí dụ như giờ vì coi cả chùa mình đông người vậy, nhưng mà để có người góc độ như chú Hiền ngày xưa thì có mấy người. Chú Hiền ngày xưa là quan sát hết tất cả những cái chương trình giảng pháp, quản lý sự việc hết cả chùa, nhìn nhận sâu sắc mọi cái luôn quý vị. Nên tôi mới có ngày hôm nay. Bây giờ tố chất của mọi người, bây giờ quý vị muốn ép người ta cũng không được. Đâu phải tạo ra con người vậy mà ra đâu, mà là tố chất của mỗi con người mà để thành công. Đặc biệt nhất có sự đoàn kết cũng được rồi. Nên có câu nè: sức mạnh của tập thể sẽ tạo nên bàn thắng vinh quang. Nên từ nơi đó mà có nhiều người nói rằng ông phải đào tạo ra những con người để tiếp nối, không phải ông đào tạo ra mà được. Có những con người quý vị có cầm tay họ bây giờ họ cũng không làm được, nhưng tố chất của con người sẽ có góc độ quan sát để học tập. Quý vị làm thầy, làm cha, làm mẹ bị nhẹ cái tâm bị lắm. Vì quý vị nhìn ra mỗi một đứa nó có tố chất khác nhau, chứ không phải rằng quý vị rèn luyện mà ra một con người vậy đó quý vị. Mà nó phải có tố chất tiếp nhận thì nó mới thành công. Tố chất tiếp nhận mới thành công. Nên mỗi người mình học đạo lâu, học đạo mau, xuất gia hay cư sĩ gì, mỗi người chỉ cần bạn có cái giác quan nhạy bén để nhìn nhận mọi sự việc thì tự nhiên bản thân bạn sẽ giỏi trong mỗi nơi mỗi chỗ. Bạn chỉ cần nhìn ra nơi nào bạn đến, nơi nào bạn không cần đến, chỗ nào sao sao bạn tự biết hết trơn thôi. Quan sát là bạn sẽ biết hết trơn cái gì đâu, đúng không? Đó. Nên quý vị Phật pháp nó rất là hay. Nếu thật sự mà bạn tiếp nhận Phật pháp thì quá vui. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày từng nói câu nói mà lúc đó người chưa cảm nhận được. Hòa Thượng Tịnh Không ngày nói một câu nói rằng: học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người. 100% Phật pháp là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người. Hưởng thụ đến cái mức là bản thân của bạn sẽ không bao giờ có một cuộc chơi gì cả. Bản thân của bạn sẽ không có một bữa nghỉ nào hết. Tại vì sao? Cái làm việc của bạn là hưởng thụ. Làm việc của bạn là hưởng thụ. Và pháp vị của bạn nó bao trùm tất cả các vị. Nên không có nói rằng là bạn nghỉ ngơi gì cả. Vì cái thân này một ngày nào nó sẽ nghỉ mãi mãi nè. Chúng ta bây giờ sống động, thân này còn động được thì có cơ hội động thì cố gắng mà động. Ví dụ như bây giờ đi, những người còn trẻ người ta làm, người ta suy nghĩ thứ bảy chủ nhật ta được nghỉ. Còn khi quý vị làm cha làm mẹ thì quý vị nghĩ phải cố gắng làm thêm để kiếm tiền lo gia đình.
vì không có thời gian nghỉ. Tết á, thì con cái nó thích bận đồ đạc đi chơi. Cha mẹ càng lớn thì cha mẹ không có muốn nghỉ đồ đạc gì nữa, cũng không biết đi chơi đâu. Nếu như quý vị mà tiếp nhận được Phật Pháp thì cái cuộc chơi của quý vị là ở trong Phật Pháp á. Còn nếu không thì vị sẽ vô vị. Dù là không đi chơi gì mà chồng mình hay vợ mình cũng lỡ có ké vài cây bài để tiêu khiển thời gian của dịp Tết. Còn nếu như quý vị mà tiếp nhận Phật Pháp thì cái cuộc chơi quý vị và tiêu khiển thời gian là ở trong Phật Pháp, thì cái hương vị với lúc nào cũng là hương vị gì? Tầm quan trọng đi đến giải thoát. Quá đặc biệt rồi. Nên quý vị coi á, chương trình là do con người tạo ra. Bây giờ chùa chúng ta những đức nghĩ đến cái mức là nó không còn cái lễ để gọi là tổ chức nữa, mà là một tuần lễ nào cũng lễ lai rai hoài. Thật sự mà nói, chùa chúng ta bây giờ là lễ hoài luôn, chứ ngày lễ gì nữa giờ. Bây giờ ngày Chủ nhật chùa mình bây giờ nhiều lễ của chùa khác cũng không bằng, càng ngày nó càng quá đông. Những đức nói về chùa mình nghe, như là chùa Hộ Pháp cộng tu Chủ nhật nghe, nếu như mà nó có cái máy che dài ra cái chùa thứ, quý vị coi cái người ta sẽ đông cho người thấy. Ví dụ như bây giờ có một cái máy che nào ai mà thiết kế mà làm được nghe, hai bên cái cánh, hai bên chánh điện Hộ Pháp thiết kế làm sao lưu động. Lưu động là khi sử dụng là quay ra là nó che hết cả cái vườn cây khu vực đó luôn. Nó che lại là những đức nó bảo đảm chùa Hộ Pháp. Những đức tính tới cái chuyện là chúng ta có hai cái máy chiếu làm hai cái vị trí nhà, cái máy che của hai cái máy chiếu bự, là khi Chủ nhật là hai bên cánh của chánh điện Hộ Pháp ngồi luôn, là chắc chắn vì số lượng sẽ cực kỳ đông luôn, phát triển thêm số lượng đông người, là mỗi tuần Chủ nhật là trở thành một điểm để cho chúng sanh khắp nơi nơi về để mà cộng tu. Giờ người ta về người ta không có chỗ ngồi, giờ về sao đây? Về không có chỗ ngồi, chặt quá quý vị, đúng không? Đó nên á, đa phần bây giờ có người người ta tu hành quý vị, người lớn lớn tuổi, thêm cái nữa con người mình càng về sau này nè, tuổi chưa có già bao nhiêu, nhưng mà cái thời cuộc sau này của chúng ta là xương cổ nhức mỏi đồ là nhiều dữ lắm. Phật nói ăn đắng uống độc, cơ thể chúng ta bị chúng độc nhiều quá, nên cái cơ thể tuổi chúng ta chưa già nó đã nhức mỏi nhiều lắm, quá chắc đồ này kia nhiều quá. Mình tính đến cái mức vậy thì quý vị biết á, cái nơi mà ta đến ta tu á, ta thích ngồi dưới đất hơn là thích lên lầu. Phải tính ra vậy đó. Quý vị muốn độ sanh được là quý vị phải tính ra vậy đó. Còn nhà thì ví dụ như nhà 4 tầng gì thang máy thì có thể ta lên ta ở ta ngủ luôn cũng được quý vị, mà nó đã có trở ngại vì người già đi tu nhiều quá rồi đó, hiểu không? Còn cái chánh điện á, là đa phần người ta thích ở dưới đất. Hồi đó những đức đi xuống Hộ Pháp nha quý vị, chánh điện đúng là trên lầu chứ không phải dưới đất. Mà những đức á, xin hòa thượng mình, những đức nói người già nhiều quá hòa thượng, chánh điện ở trên rất là bất tiện khó tu. Nhưng xin thưa quý vị, chánh điện ở dưới nó mà là phong thủy của chùa. Vì sao? Thì biết vì sao mà chùa chúng ta Tết mà những đức vẫn duy trì thời khóa tu không? Tại vì Tết người ta đến quá đông, mà vừa đến chùa là thấy cái chánh điện người ta lễ Phật rầm rầm, phải là ấn tượng cho người ta mới đến chùa không? Ít bao giờ thấy ngôi chùa nào mà Tết nhất mà lễ Phật rầm rầm á chứ. Người ta đã nghỉ trước cả tháng nên người ta dọn chùa. Chùa mình tu suốt luôn, mùng 1 Tết được nghỉ đúng buổi sáng, mà năm nay là sáng sớm phải tu một thờ, chỉ có cái thờ 8 giờ là ngưng một thờ thôi, chiều phải tu. Để làm chi? Dịp Tết độ sanh mạnh, chúng sanh thập phương thích đi đến chùa để xin lộc lễ Phật Bồ Tát. Đi đến chùa một cái là thấy chánh điện tu rầm rầm, ấn tượng đặc biệt. Khi qua Tết rồi người ta lại tổ chức lễ chùa tu, vậy thì mới đổ người ta.
không? Thêm cái nữa, Phật tử về chùa dịp Tết người ta được lễ vật thờ, thờ khóa điều chỉnh lại. Ví dụ như Tết nhất đi, những đức có 4 công đoạn nói chuyện trước khi lễ Phật là 5 phút thôi, 7 phút thôi, có hình đàng hoàng nói về cái dịp Tết về chùa tu. Bất giờ người ta nghe được 7 phút đó, cái người ta lễ vật thờ. Thờ khóa mới quý vị, thờ khóa mùa xuân, thấy không? Đó, vậy người ta về chùa người ta lễ vật thờ xong cái người ta được tu thờ, người ta vui, người ta nhẹ nhàng quá, người ta vui, người ta bước ra ngoài thì tung tăng vui vẻ, nên người ta về chùa người ta ăn Tết nó an lạc vô cùng, thấy không? À, chứ Tết nhất mà bắt rề rà nó mắc đi mùi xuân của người ta. Nó gì phải rốt rẽn cho nó nhanh lẹ. Tết nhất mà. Nó quý vị biết á, cái mà độ sanh con người là phải nhìn ra được căn tính con người trong thời cuộc phát triển. Phải nhìn ra được căn tính thời cuộc phát triển thì mới độ sanh con người trong thời cuộc phát triển. Nhưng quý vị biết á, cũng vì cái phương tiện này mà nhiều người bị rớt đài. Vì mình lao theo vì người ta quá mà mình quên mình. Bản thân mình lại không dụng công tu gì luôn. Cứ chạy theo muốn độ sanh. Mà khi mình không dụng công tu thì mình hết năng lượng. Mà quý vị biết vì sao người ta bị vậy không? Vì bản thân người ta không có một phương pháp tu. Còn nếu như quý vị mà có cái phương pháp bấm số niệm Phật này nghe, hay lắm. Chứ quý vị đã biết được có vật hiệu là hay thì mỗi lúc mỗi nơi vị sẽ niệm Phật. Những đức nói với vị nghe nghe, quý Phật tử nhớ nè, đừng có bao giờ nói rằng Tết bận biệu không lên tu, không tu hay thờ bận quá, hoặc thứ bảy chủ nhật buôn bán thêm mà lại không có tiền. Cái sân si, cái bực bội nó tổn phước ở trong mạng. Tiền nó vào trong tay nhưng nó lại bị bệnh hoạn, chuyện này chuyện kia. Còn cái tu nó làm mình an tâm nên phước trong mạng nó tăng. Tiền tuy kiếm ít nhưng nó lại là đậu. Chắc chắn 100% quý vị luôn á. Nếu như những đức mà không dụng công niệm Phật đồ này kia an lạc, lấy gì giảng quý vị nghe? Quý vị thấy mỗi một buổi giảng những đức quý vị nghe kỹ đi, nó đều có cái lạ, nó lạ 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 nằm trong đó đó. Tuy là cái gốc là niệm Phật nhưng nó sanh trí tuệ, chuyển biến từng sát na, chia sẻ Phật pháp, quý vị thấy lạ không? Chỉ cái đề thôi, quay đầu là bờ. Ta nghe cái thôi, nghe thử coi cái gì quay đầu là bờ. Ví dụ như từ đây mình bơi ra biển, mình bơi chưa qua tới bên kia, mình thấy cái mồi không ổn, mình quay lại. Quay lại vô bờ. Thí dụ như từ bờ bên đây mình bơi qua con sông, mình thấy khả năng mình bơi được rồi thì bơi qua luôn, qua con sông. Còn mình bơi qua biển thì mình thấy không ổn rồi, phải quay liền. Ai dạy gì đi cắm đầu bơi qua, chưa qua biển dở bẻ chìm xuống cá mập vớt. Đó, quay đầu là bờ. Ví dụ như bây giờ mình là có vợ chồng sống với nhau, chung thủy đi, mình đừng có đùa cợt cái chuyện để mất đi cái hạnh phúc. Mất đi hạnh phúc bản thân mình muốn quay lại khó lắm. Một ly nước đã đổ rồi, bây giờ chúng ta muốn hốt lại nó cũng không được như ly nước ngày xưa. Có được ly nước hãy cố gắng mà giữ ly nước đàng hoàng. Đừng có gì một cái gì để đổ ly nước hốt lại khó lắm. Nên hồi tối những đứa ngồi nói chuyện với mấy cô, anh Bảnh như Đức nói, chị em á, có chuyện đụng chạm với nhau, lỡ nói cho những đứa nghe. Ngày xưa ấy, vị biết những đứa trực diện, những đứa la người ta thẳng tên tuổi người ta, những đứa làm thấy ghê lắm. Những đứa càng tu, những đứa mới càng cảm nhận được cái chỗ này. Quý vị có những việc mình đừng có la trực diện người ta quá, mình nói phương tiện, đừng có nói tên tuổi người ta. Thêm cái nữa, sống chung với nhau đừng có ga tới nhiều người để giải quyết vấn đề cho mình, mà mình nên im điềm với nhau giữa hai người đó, để có gì hạ cái ngã xuống buông dễ hơn là trước người ta. Ví dụ như chị em sống trong chùa có sự đụng chạm,
trước mọi người, chị em nêu lên việc của người đó để hai bên cự nhau, thì từ đây về sau hai người rất khó giải hòa. Hai người hãy tự nói chuyện với nhau, hoặc gặp những đức nhắc nhở sơ sơ, rồi tự nhiên hai chị em quá giải dễ với lắm. Chứ đừng có nên trước cái chỗ đông người mà chỉ trỏ nhau là giải hòa khó lắm. Tại nó đã trước mọi người rồi, nên nó sanh cái ngã giữa hai bên. Tao gì mà thua mày, tao gì mà sợ mày, nên khó buông. Nên im, đừng có cho ai biết. Để có cái gì, cái ngã của mình nó không có phát triển được. Nên chúng ta hạ mình dễ, vì không ai biết cái chuyện của mình, nên buông cũng dễ. Buông cũng dễ hơn. Trong cuộc đời người tu hành cũng vậy quý vị à. Có ai nói rằng tôi tu hành mà tôi không sai? Nếu như hiểu ra lỡ người ta phạm điều gì sai quấy, đặc biệt nhất gom nó gọn lại, cho nó một cơ hội, chúng ta coi chuyện chúng ta thấy rõ ràng. Có những con người hư thiệt là hư, mà khi mà nó mà được cơ hội, cho nó cơ hội để quay đầu, nó trở thành một con người quay đầu còn dữ dằn hơn người bình thường nữa. Có giỡn đâu. Nhưng mà theo nhận thức thấy quý vị ơi, cuộc đời con người chúng ta mấy chục năm chúng ta cũng chết rồi. Bất cứ cái sai nào của người ta, thật sự nên cho người ta cơ hội đi. Quả báo sẽ xử họ, ta không cần phải xử họ làm gì. Ta cho họ cơ hội thì ta nuôi dưỡng được tâm từ bi của ta. Còn nếu họ vẫn phạm phải thì bản thân họ phải chịu quả báo. Bản thân họ chịu quả báo quý vị. Nên những đức tu tập viết, xin thưa quý vị, những đức càng ngày càng dễ. Đối với Phật tử, những đức dễ đến mức nhiều cái những đức hướng dẫn thôi. Nhiều anh em bên cạnh nó khi chịu không nổi. Nhiều người nói chỉ có thầy mới chịu nổi quý vị. Chịu nổi nổi gì, tự quý vị giác ngộ ra thôi. Căn tính chúng sanh thì đa dạng, mỗi người đều có cái khó của họ. Đặt mình vào họ sẽ thấy họ khó. Những đức nói thiệt, như trong chùa của mình kêu họ đi dành chỗ ngồi để nghe những đức giảng, có ai dành không? Trong chùa mình người thường trụ á cũng không mấy người dành đâu quý vị. Nhưng mà tại sao Phật tử người ta đi dành chỗ ngồi nghe những đức giảng? Vì một là quá quý. Những đức nói một ngày bốn thờ mà lúc nào cũng trực diện được, đây cũng là một cái cực kỳ khó khăn cho họ. Không dễ đâu quý vị à. Nếu không có những con người mà dám hy sinh mình như vậy thì ông thầy giảng pháp cũng chưa chắc giảng lên đâu. Chưa chắc. Nên chúng ta sống trong cuộc đời này quý vị ơi, không có cái gì mà chúng ta không bị người ta nói chứ. Phật cũng bị người ta nói nữa, chứ đừng nói chi phàm phu. Không ai mà không bị người ta nói chứ. Nên hồi sáng như Đức giảng, như Đức nói tu hành từ từ giết cái bản thân mình, thương quý nhưng mà phải tin nhân quả. Nên hồi sáng như Đức nói rằng bây giờ vì có chữ cha mắng mẹ Đức, nhưng Đức không có cảm giác. Tại vì chữ cha mắng mẹ như Đức ổng bả có nghe gì đâu, cảm giác chỉ cho nó mệt thêm. Có nhiều người nói một câu, nói tôi sao cũng được vậy, đối thầy tôi là không được rồi kìa. Cái gì mà không được? Ổng đã từng tạo cái nhăn chữ người ta thì bây giờ người ta chữ ông lại thôi. Cái gì mà không được, mình chán với ông chi, hiểu không? Còn cha mẹ mình từng chữ người ta, bây giờ ổng chết, bả chết rồi người ta chữ, thì ổng bả tiêu nghiệp ở một cái quốc độ nào mà phước báo thì tăng lên. Bản thân mình nhào ra làm chi để nó tạo nghiệp chứ. Tu giết là thông suốt cái tâm đi quý vị, thông suốt cái tâm đi. Chúng ta thường bị cái ngã là mình khổ. Con tôi đã ghè đôi, từ con tôi là không có được à ghè. Đụng tôi con tôi là chết cho tôi à ghè. Thấy chưa? Vì tạo ra cái phiền não, tạo ra cái khổ, nó đều là tính vào nhân quả hết trơn quý vị ơi. Nó không có chuyện gì mà bỗng không hết chứ, nghe không? Đó.
Quay đầu đi. Quay đầu là gì? Quay đầu đến với Phật Pháp để cảm giác cái chữ Phật là giác ngộ cho chúng ta. Nhớ kỹ quý vị, vì giác ngộ chỗ nào thì bờ bến chỗ đó. Giác ngộ chỗ nào bờ bến chỗ đó. Thí dụ như cuộc đời của mình đi, mình tu hành lỡ mình phạm phải một điều gì sai quấy, bản thân mình nó biết Phật Pháp là tốt, phạm phải điều sai quấy rồi bây giờ ta trục sức mình ra khỏi sư môn, trục sức kệ họ chứ tôi tu là tôi tu thôi chứ sợ gì. Hiểu không? Có người hơn con người, có một cái là mặt chai mài đá thì thành công thôi. Trong cái cõi đời này, xin thưa quý vị, ai cho quý vị ăn cơm? Bao nhiêu lời chửi mắng chỉ trọt quý vị, không lẽ quý vị thì gục đầu chui xuống cái lỗ chứ? Tôi hơn người có một cái là chửi vô mặt tôi đưa cái mặt ra cho mày chửi đó, làm gì tao? Đúng không? Cuộc đời có người, quý vị cứ đặt cái câu nói, người ta cư sĩ ngoài đời ta hư cái gì cũng được, còn ông tu mà cũng hư. Nếu tu mà không hư thì làm sao gọi là mạt pháp? Tu mà không có hư, người hư thì sao mạt pháp? Nếu mà không ai hư hết trơn là chánh pháp rồi. Chánh pháp mà còn có lục quần tỳ kheo, đừng nói chi mạt pháp mà không có người sai. Vì Đức Phật muốn làm điều đó để làm chi? Để về sau quý vị tha thứ cho người ta đó. Cái Phật từ bi á, giỡn đâu. Phật đã nhìn ra về sao người tu hư nhiều. Nó quý vị coi, nên chúng ta may mắn còn được nghe giảng thuyết. Nếu không quý vị đi đến chùa thắp mấy cây nhang giấy tùm lum, giang giấy tá lả, cầu chờ khẳng Phật tùm lum tùm lá. Cầu năm nay cho cái hồ cá con đúng giá đi, để đem cá bán cho người ta bằng thịt. Cầu Phật gia hộ cho đúng giá. Ngộ ghê, thấy không? Có không? Cầu cho cái chuồng heo năm nay nó mau lớn. Bởi vì Phật Bồ Tát từ bi quá, giúp cho vị heo mau lớn, giúp cho gà đừng bị dịch cúm. Rồi Phật Bồ Tát từ bi quá, giúp cho vị có vợ đẹp, đẻ con trai. Phật Bồ Tát thì làm mấy cái chuyện ngộ ghê. Cái chuyện này kêu tôi làm tôi còn chưa làm, không chi Phật Bồ Tát. Hiểu không? Nên quý vị biết á, cái giáo pháp của Phật á, để lại những cái tinh hoa quan trọng lắm. Không phải vì đọc muôn kinh vạn luận để hiểu đâu, mà là tinh hoa là chính. Nếu quý vị lãnh ngộ được thì quý vị sẽ thấy ra Phật Pháp hay lắm. Cái nền giáo dục Phật Pháp cũng dễ học chứ không có khó. Ví dụ như bây giờ Ma Ba Tuần lỡ gặp Phật, Ma Ba Tuần này cũng là Phật á. Nếu Ma Ba Tuần này không có phước của Phật thì sao đối diện với Phật? Đề Bà Đạt Đa, chúng ta chỉ thấy Đề Bà Đạt Đa hại Phật, nhưng chúng ta chắc không biết rằng là Đề Bà Đạt Đa cũng là Phật sao? Nếu Ngài không phải là Phật vậy thì thời cuộc nào Thái tử Tất Đạt Đa đến thì có Đề Bà Đạt Đa? Nếu mà thời cuộc nào mình cũng được vậy, mình gần bên Phật vậy chắc cũng ngon lắm. Thế quý vị, chứ nếu như mà không phải là bậc phi phàm thì làm sao đời đời kiếp kiếp đeo đẳng theo Phật để giúp cho Phật thành tựu quả vị Phật? Thế quý vị, nên Ma Ba Tần đến nói với Đức Thế Tôn rằng: ông Cù Đàm, cái đạo của ông tôi phá hoại. Chúng ta nói gì đi dễ nghe dễ hiểu. Đức Phật nói: cái đạo ta là một cái đạo giải thoát, làm sao phá được? Vì cái đạo giải thoát nó nằm trong tự tánh Phật của mỗi một con người thì làm sao phá? Phải nói là một cái phương pháp gì, một cái việc gì, làm ăn gì, một cái việc ví dụ làm máy may hay là trồng cái kiểng gì, thì phải lỡ bị bỏ thuốc vô cái cây nó chết queo, hiểu không? Điều chỉnh cái nghề đó lại thì nó bị sai lệch.
Bây giờ cái đạo của Phật là tự tánh Phật giải thoát của mỗi một chúng sanh, mà đều nghe danh hiệu Phật và nghe giáo pháp của Phật, thì cái giải thoát nó nằm trong tự tánh của con người đó, làm sao phá? Hiểu không? Nên bây giờ khi ta còn tại thế dạy rõ ràng vậy, giờ mỗi người đều phát tâm giải thoát vậy, làm sao mà ma phá được hả con? Hiểu không? Xong Ma Ba Tần mới ngồi với Bi một chút, nói vậy thì bây giờ khi Ngài còn tại thế tôi không phá được, vì cái giáo pháp của Ngài hiện tại mạnh quá, vì có một người lãnh đạo giáo đoàn quá mạnh như Ngài, thì bây giờ ta phá không có được. Nhưng mà tôi đợi chừng nào mà ông nhập Niết Bàn, giáo pháp ông truyền tải từ từ nó bị biến thể bớt đi. Nó có biến thể chứ bị dễ nghe, biến chất biến thể. Thì lúc đó tôi thì hiện ra những con người giống hình tướng của ông, để ở trong cái giáo pháp của ông, giống như sư tử là chúa Sơn Lâm, không con vật nào dám đến gần để kiếm chuyện. Nhưng mà vi trùng trong sư tử sẽ tự ăn thịt sư tử. Hiểu không? Thì từ nơi đó cái giáo pháp của Đức Phật càng ngày càng đi xuống lại. Là vì sao? Vì nó càng truyền thì nó càng giảm cái trọng lượng bớt đi. Mà cái trọng lượng mà bớt đi là do gì? Cái người hành trì ít đi. Nó nói là pháp nhược ma cường là sao? Pháp nhược là vì có người hành đạo ít nên pháp bị nhược. Ma cường là ai? Là con người chúng ta nhìn thấy hư nhiều, gọi là ma cường. Thấy dễ hiểu không? Nó pháp nhược ma cường, vì chứ nói pháp nhược ma cường, vì ma lại tưởng đâu là ma ở đâu? Ma là mình á. Hung dữ, tham lam, đấu tranh hơn thua, giành giật con, bắt hiếu cha mẹ, cha mẹ cũng tính toán với con, đủ chuyện trong cuộc đời là ma. Còn nếu như mà chuyển tâm lại, quay đầu giác ngộ thì là Phật. Phật hay ma chỉ có một ý niệm mà thôi. Đúng không quý vị? Bây giờ chúng ta lỡ phạm một điều gì sai quấy, bị trục xuất ra khỏi sư môn, nhưng cái tự tánh Phật của chúng ta đâu có mắt. Chúng ta đừng có nhìn cái mặt mà hiện tại người ta nhìn mình. Bây giờ cái mặt của tôi bao nhiêu người nhìn tôi, mai mốt mắt mặt rồi vậy thì tôi không tu nữa, vậy thì tự diệt mình. Dù là mắt cái mặt, nhưng cái mặt ở cõi đời sớm muộn cũng mắt. Ta hãy khoác chuyện tự tánh để làm Phật, đó mới là bậc trượng phu. Trong cái cõi đời này xin thưa quý vị, tiếng tâm lừng lẫy cũng chưa chắc giải thoát, dù có cái mặt to đùng như cái chùa này, nhưng có khi bạn cũng đi xuống dưới địa ngục quá chứ. Bạn cho nó mắc cái mặt này đi, nếu bạn vẫn là một con người tu thì thật sự bạn là người quá cực kỳ gan dạ. Ai chỉ bạn hoài, thời gian nó chỉ dài 3 tháng, 1, 2 năm nó còn chỉ bạn, nhưng vài ba năm bạn vẫn duy trì đưa cái mặt ra, nó sẽ kính nể bạn. Bạn sẽ làm tấm gương cho những con người khi thất thế xa cơ mà vẫn đứng lên được. Đúng không? Quay đầu làm bờ là như vậy. Nên từ nơi đó mỗi một con người trong cuộc đời này, bạn có tu hành, bạn lỡ phạm điều gì sai quấy cỡ nào, bạn hãy quyết tâm tu đạo đi. Và đừng có bỏ cuộc. Các hình thức tu đạo thì có nhiều cách. Cách nào cũng là tu đạo được. Bạn hiện cách nào thì tu cách nấy. Như vậy thì bạn đâu phải là người bỏ đạo. Hiểu không? Cái này là cái quan trọng lắm quý vị. Nên mình là Phật tử, mình đi đến một ngôi chùa, được thầy quy y cho mình, ông dẫn dắt mình vào trong đạo. Nhưng bạn có thật sự đi vô đạo không? 5 năm nay, 10 năm nay, 20 năm nay bạn đã quy y Tam Bảo, có cái tờ giấy treo toàn ten ở nhà. Bạn có hiểu hai chữ quy y không? Chúng ta là kẻ cùng tử lang thang đầu này chỗ nọ, chúng ta không có phương hướng quy về với cái tâm giải thoát. Kêu mình quy y, quy là mình hướng về đạo giải thoát, y là chúng ta nghe lời để chăng thật làm. Chỉ đem cái tờ giấy quy y khè thiên hạ là tôi quy y bao nhiêu chục năm.
Nhưng buông ra chữ tá lả âm binh, giành giật của cải, tham lam, chữ vợ, chữ chồng, chữ con, tá lả âm binh chứ. Thì cái chuyện này bạn có quy 1000 năm cũng không có ý nghĩa gì. Càng khoe thì càng đỏ. Nên từ nơi đó chúng ta quy y thọ năm giới, một giới chúng ta còn chưa làm. Có nhiều người quy y thọ năm giới, cái giới đầu tiên cấm sát sanh, mình mà gặp mũi chích bạch. Cái giới đầu tiên cấm sát sanh, mũi cắn bạch, gùi bay ngang bạch, kiến sẹt ngủ, còn để nguyên một cái máy bắt mũi nữa coi á, thấy không? Cái giới đầu tiên là cấm sát sanh thôi thì chúng ta đã chưa làm được rồi, khỏi nói dòng do nữa, nghe không? Đó, nên tại sao pháp nhược đó, pháp nhược là như vậy đó, nên nó nhược, nhược là yếu, thấy không? Nhược là yếu chứ gì, nhu nhược không yếu chứ không lẽ mạnh. Còn có người mình á, ma cường là gì? Vì cái sức mình đi tạo nghiệp mạnh quá, sức để tiếp nhận cái sai mạnh quá. Cái đúng á, dạy hoài không nhớ, mà cái sai chỉ cần liếc ngang là thấy hết trơn. Nên ma cường là do chúng ta chứ ở đâu mà xa. Ma là mình á, mai vật cũng do mình á. Tưởng đâu ma chắc là cái gì đó, tóc dài, rồi á, bận đồ trắng, le lử, tàu lao. Con ma đó không có đáng sợ bằng mình đâu, mình mới là con ma đáng sợ. Vì con ma mình là con ma trực diện, con ma có thể hại nhau được, mình mới là ma đáng sợ. Tôi nói câu này tôi nói tôi luôn rồi đó. Tôi nói chung, tôi nói tôi là chung á, danh từ tôi là danh từ chung quý vị. Tại vì mình dẫn dắt người ta mà nói danh từ tôi là danh từ chung hết chứ, chứ mình không ám chỉ ai. Thế quý vị, nên mỗi một con người mình cẩn thận cái tâm của mình, nó ghê lắm. Đừng có bao giờ tu hành bao nhiêu năm, bao nhiêu chục năm, lỡ phạm phải một điều gì sai quấy, nghĩ rằng đổ hết rồi không còn muốn tu. Bạn không tu thì bạn hoàn toàn chịu chết. Giống như chúng ta bước xuống bùn thì chúng ta tranh thủ nhảy lên rửa chân thì cũng hết bùn. Nên từ nơi đó có một người cũng phạm sai lầm, nhưng đức cũng nghe nói xử lý vừa ra đời luôn quý vị. Nhưng mà bước ra đời luôn mà nghe được công đoạn này, ra đời thì tu theo kiểu ra đời, ai không cho quý vị tu? Thật sự quý vị biết cái miệng quý vị niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật trọng bay lợi. Im, im cái miệng mày lại. Mày mà niệm Phật mày chết chứ tao. Mình không có niệm nữa mình. Sau lưng nó bay tới. Nó là chồng mà nó có quyền chụp cái miệng mình. Mình ngậm miệng lại. Cũng mắc cười ghê quý vị. Còn nếu như trong lòng bị nói là người ta trở ngại bị buồn là do bị mê hoặc điên đảo. Chụp cái miệng mình cái mình. Dù mình đang niệm Phật đi Phật, gặp chồng về mà làm nè. Mắc cười quý vị, đúng không? Mình làm mắc cười như là mình giác ngộ, thấy không? Đó, nó không có muốn mình giải thoát thì mình đừng có giải thoát trước mặt nó. Mình giải thoát trước mặt người ta không, mà chứ mình không có giải thoát trong tâm thì mình chịu thua, đúng không? Chịu thua, giải thoát trong tâm đi. Bụm cái miệng lại, nhưng trong tâm mình ai với Đà Phật, ai với Đà Phật, mình mắc cười quá trời luôn. Bụm cái miệng ăn thua gì đâu chàng ơi, đúng không? Bụm cái miệng đâu có gì đâu mà sợ. À, cái quan trọng là quý vị có giác ngộ hay không. Quan trọng là bạn có giác ngộ hay không thôi. Chúc quý vị an lạc, ai với Đà Phật. Chúng ta đọc 12 lời đại nguyện quý vị.
Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, liên hoa con quá sanh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. Mỗi người chúng ta nên phát nguyện, tín nguyện niệm Phật niệm cả đời quý vị. Dù gặp hoàn cảnh trở ngại gì cũng niệm Phật. Tu tạo phước duyên, làm tất cả thiện, niệm Phật. Chỉ có đúng một cái cầu, là đời này cầu sanh cực lạc. Nhớ nghe quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.